Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt chương 1361, Thiếu Niên A, Người Muốn Mấy Cái Long Văn. Đại giới là nhục thân, Tống Thư Hàng sướng sờ. Đang khi nói chuyện, đầu của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Ông trời ơi dĩ nhiên là bắt đầu lại từ đầu sụp đổ thả. Trình lâm tự rũ pháp, lên cho ta. Tống Thư Hàng lập tức sử dụng trình lâm tự rũ pháp, ổn định thân thể tan vỡ. Hơn nữa này là phục sinh thể là, vân tước tử chi nhãn, xem như chủ tài liệu phục sinh mà thành. Bản thân có dính, bất hủ khí tức tự lành lực lượng xuất sắc. Nhục thân tan vỡ tốc độ bị ổn lại. Vượt tứ giai sử dụng, bát phẩm pháp khí hơn nữa còn là 33 kiện pháp khí tổ hợp mà thành cường lực bát phẩm pháp khí, nhục thân tan vỡ là chuyện rất bình thường. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Nhưng cái này đối với ta mà nói cũng không bình thường, ta có rất nhiều bổ sung lực lượng thủ đoạn. Tống Thư Hàng nói: Hắn còn có Hạch Tâm Thế Giới, nếu như cách dùng khí lực lượng chưa đủ, có thể theo Hạch Tâm Thế Giới điều năng lượng đến ứng phó nhu cầu bức thiết. Lại thảm cũng không có thể đến, nhục thân tan vỡ, mức độ. Cho nên nói, đại giới loại vật này lúc nào cũng rất không hiểu thấu. Bạch Tiền bối dùng sức vỗ, hơn nữa, vừa vặn thừa cơ hội này, khiến lực lượng của ngươi quy nhất đi. Tống Thư Hàng, quy nhất. Này là phục sinh thể, chung quy mà nói là lực lượng ngươi phân liệt mượn hắn nhục thân tan vỡ cơ hội, khiến hắn cùng ngươi bản thể dung hợp, hóa thành thiên phú của ngươi năng lực đi. Bạch tiền bối nói, khiến hắn trở thành người chân chính phân thân. Cái này cũng được, Tống Thư Hàng nói. Trầm tĩnh lại, hết thảy giao cho ta. Loại chuyện này, ta trước kia liền đã làm, rất quen. Quá có kinh nghiệm, Bạch tiền bối nói. Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới Bạch tiền bối cái kia đặc thù, thiên phú phân thân, bí pháp bạch tiền bối cùng bạch tiền bối hai bên khẳng định có nào đó liên hệ bạch tiền bối thiên phú phân thân sẽ không cũng là như vậy tới đây a à. suy tư thời điểm hắn đình chỉ chính lâm tự dũ pháp vị ý bạch tiền bối thao tác bạch tiền bối liền thi mấy cái phủ văn liên tục rơi ở tống thư hàng sau lưng audio điện tử võ tấn bền tống thư hàng phục sinh thể tăng thêm tốc độ hóa thành một đoàn đốm sáng cuối cùng tại bạch tiền bối nhẹ nhàng đẩy phía dưới, cái này đoàn đốm sáng bay về phía bản thể, dung nhập bản thể trong cơ thể. Bạch tiền bối, ta đang tại tấn cấp cảnh giới kim đan, thời điểm này dung hợp, phục sinh thể thật không có vấn đề sao. Đang tại trùng kích kim đan cảnh tống thư hàng bản thể lên tiếng hỏi. Ta xuất thủ, người yên tâm, sẽ không làm nhiễu đến người tấn thăng. Bạch tiền bối nói, đang tại tấn cấp bên trong tống thư hàng, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp trong cơ thể hắn nhiều hơn một cỗ đồng nguyên lực lượng. giải quyết, ta nói rồi, loại chuyện này ta thuần thuộc vô cùng. bạch tiền bối cười nói. lúc này tống thư hàng bản năng nắm giữ một cái thiên phú năng lực phân thân bí pháp. phân thân, hắn tha thiết ước mơ phân thân bí pháp. từ giờ trở đi, hắn cũng là có được phân thân bí pháp nam nhân. đến lúc đó, bản thể có thể đi tu luyện, phân thân có thể thay thế hắn đi đến trường. đến lúc đó bản thể có thể đi mạo hiểm, phân thân có thể thay thế hắn ngâm quần nói chuyện phiếm. Về sau hắn muốn hướng Bắc Hà tiền bối học tập, làm một cái vĩnh viễn tại tuyến nam nhân. Ngẫm lại cũng cảm giác xinh đẹp vô cùng. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng bên trong khí hải đan điền, phi kình hư đan hoàn thành một bước cuối cùng. Cá voi thân bị cực độ áp xúc, ngưng tụ là một viên thực chất kim đan. Cùng hắn trước đó đoán, phi kình hư đan căn bản sẽ không có biến tròn biến thành kim đan về sau, hắn như trước duy trì lấy mập cá voi bộ dáng. Tại hắn trong khí hải đan điền, một cái áp súc không phân biệt loại hình mập cá voi tại chậm rãi du động. Tống Thư Hàng nếu như đem hắn móc đi ra, lấy người nói cái này là kim đan của mình, tuyệt đối không có sẽ tin tưởng. Nhưng mà không quan hệ, ta không phải bên ngoài chủ nghĩa. Lớn lên cái dạng gì đều được, chỉ cần bản chất là kim đan sẽ không vấn đề. Tống Thư Hàng nói khẽ, một viên kim đan định đại đạo. Trọng yếu không phải loại hình dáng, mà là đan văn. Kim đan thành hình trong nháy mắt, tống thư hàng trong cơ thể tứ phẩm tiên thiên chân nguyên bắt đầu áp xúc, biến chất, chuyển đổi là ngũ phẩm linh hoàng đặc thù, linh lực. Hắn khí thế trên người không ngừng nhắc đến thăng. Ngũ phẩm linh hoàng, Tống thư hàng. Chúc mừng, xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Chúc mừng tiểu hữu, Vân Tước Tử tiểu hào lên tiếng chúc mừng lại hỏi tiểu hữu ngươi ngưng tụ chính là mấy văn kim đan đợi một chút để cho ta nhìn xem tống thư hàng hít sâu nhìn thẳng chính mình trong đan điền mập cá voi kim đan trên kim đan như trước bao trùm lấy một tầng dày đặc bọc thép phổ thông tu sĩ hư đan tại ngưng tụ thành kim đan về sau tiên cốt liền sẽ thoát ly kim đan mà tống thư hàng trên kim đan tiên cốt biến thành thành bọc thép lại vẫn không có thoát ly điều này làm cho ta thấy thế nào đan văn a à? tống thư hàng bắt vội la lên bọc thép đem mập cá voi kim đan bao bọc cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra đỉnh đầu một cái lỗ mũi dạng này hắn liền không cách nào chứng kiến long văn những thứ này bọc thép không thể thu lại sao tống thư hàng nói thầm làm sao vậy mấy long văn xích tiêu kiếm cũng tò mò hỏi hắn đi theo tống thư hàng một đoạn thời gian thật sâu cảm nhận được số mệnh loại vật này đáng sợ lấy tống thư hàng số mệnh ngưng tụ kim đan lời nói ít nhất cũng là thất long văn ở trên kim đan đi thậm chí bát long văn cửu long văn cũng có thể dù sao hắn chưa bao giờ không có quá nhà ai ngũ phẩm thiên kiếp sẽ như vậy oanh oanh liệt liệt liền hắn chủ nhân đời trước xích tiêu tử a à, phì liền chủ nhân của nó xích tiêu tử độ ngũ phẩm thiên kiếp thời điểm cũng không lớn như vậy đội hình kim đan của ta trên có một tầng bọc thép ta nhìn không thấy đan văn Ta thử xem có thể hay không đem bọc thép cho thu lại. Tống Thư Hàng trả lời. Kim đan bọc thép, vân tước từ một mặt mộng bức, nàng sống thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà ai trên kim đan còn mang bọc thép. Kim đan bọc thép, chẳng lẽ là một viên viên thuốc loại trên kim đan, bọc lấy bột mì sắc sao? Đã thành, thu lại, Tống Thư Hàng nói. Hắn vừa rồi thử đối với mập cá voi kim đan sau khi ra lệnh, mập cá voi trên kim đan bọc thép thật thu lại. Tiếp đó, Tống Thư Hàng trừng to mắt đi đếm chính mình trên kim đan long văn. Một, hai, ba, Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm còn gì nữa không? Ba, Tống Thư Hàng cứng ngắc nói. Vân tước tử, tiếp tục mấy cái đi à. Ba, Tống Thư Hàng thanh âm càng phát ra không tự nhiên lại. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt hiểu ra đến, người sẽ không, chỉ có ba đạo long văn đi. Đan văn cùng tu sĩ tiềm lực có quan hệ trực tiếp điểm tới nói, ít nhất tam văn kim đan, như không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời cũng chính là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Chẳng ai ngờ rằng Tống Thư Hàng ngưng tụ ra tới đây, phi kinh hư đan, bên trên, sẽ chỉ có ba đầu long văn. Không có khả năng A, dựa vào người thực chất hóa công nước ánh sáng, phần này đại công đức liền ít nhất là người gia tăng một đạo long văn. Hơn nữa người cái kia hiếm thấy, thánh ấn bát phẩm thánh ấn thỏa thỏa nên vì ngươi thêm một đạo long văn. Người làm sao có thể chỉ có tam long văn, trừ phi, người ban đầu long văn, chỉ có một cái. Xích tiêu kiếm nói. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hắn vừa rồi đều thiếu chút nữa cho là mình đếm sai rồi, thế nhưng lặp đi lặp lại đi đếm, long văn số lượng còn là ba đạo. Tuy rằng phi kình hư đan bên trên long văn thoạt nhìn vừa thô vừa lớn. Thế nhưng, dù thế nào vừa thô vừa to long văn cũng không cách nào cải biến hắn chỉ có ba đầu long văn sự thật, Kim Đan Long Văn cũng không phải là nhìn lớn hoặc thô, chỉ nhìn số lượng. Nói cách khác, trừ đi thành ấn, công đức lực lượng tăng thêm Long Văn, ta chỉ có một Long Văn sao? Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp đó thở dài, xem ra ta tại tu luyện bên trên thiên phú so với ta tưởng tượng còn muốn nát, cảnh tỉnh nha. Có thể là bốn tháng tứ phẩm, khiến hắn sinh ra ảo giác, cảm thấy thiên phú của mình năng lực cũng không kém. Ít nhất cũng coi như trong đó chờ. Không nghĩ tới Tiềm lực của hắn như vậy thấp, chỉ có một Long văn tư chất. Xích Tiêu Kiếm, Vân Tước Tử, cả hai cũng không biết phải như thế nào an ủi Tống thư hàng. Thất lạc sao? Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng hỏi. Phải, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ngay từ đầu, ta thế nhưng là chỉ vào ít nhất thất Long văn mục tiêu đi, thậm chí còn nghĩ tới mình là bát Long văn, thậm chí là cửu Long văn khả năng. Vì vậy đang nhìn đến tam Long văn nháy mắt to lớn cảm giác mất mát vào tới, ta thiếu chút nữa liền nghĩ quỳ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Thời điểm mấu chốt, cái kia được xưng cứng rắn như sắt thép, đạo tâm, rốt cuộc phát huy một lần tác dụng. Nhiều lần như vậy nhập mộng, nhiều như vậy trải qua, Tống Thư Hàng coi như là gặp qua lớn việc đời người, đạo tâm, tầm mắt cũng không phải mới vào đại học thời điểm hắn có thể so sánh. Tại thừa nhận to lớn thất lạc về sau, nội tâm của hắn không có lâm vào tuyệt vọng, mà là rất nhanh tỉnh táo lại, khôi phục chấn định. Xấu nhất, quả, đã phát sinh, thời điểm này hắn muốn làm tuyệt đối không phải cam chịu. Như vậy, người có tính toán gì không? Ba đạo Long Văn, nếu như không có kỳ ngộ, người cả đời cũng chỉ có thể vây ở, ngũ phẩm cảnh giới. Bạch Tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng, vậy đi tìm kỳ ngộ, tư chất của ta vốn là rất bình thường, rất phổ thông. Dù sao, cho dù là Tam Long Văn, ta cũng tuyệt đối không buông bỏ, có câu nói hắn không nói ra hắn có thể 4 tháng tứ phẩm, 4 tháng rưỡi ngũ phẩm, dựa vào là cũng không phải là thiên phú. Thực nếu vẫn không được, không phải còn có bạch tiền bối ngươi nha. Cái kia, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng ta còn muốn hỏi một chút, bạch tiền bối ngươi chỗ đó có hay không có móc rơi kim đan luyện lần nữa biện pháp?" Tống thư hàng hỏi. "Không có, bạch tiền bối quyết đoán nói, một viên kim đan định đại đạo, kim đan không hối hận, tuyệt không có móc rơi luyện lần nữa khả năng." Tống Thư Hàng, vậy cũng chỉ có hợp lại vận khí. Nhưng mà, người mới vừa nói đúng, tuy rằng chỉ có Tam Long Văn, nhưng người còn có ta nha. Bạch Tiền Bối nói, rứt lời, hắn đưa tay nắm lên chuôi này, trung yên thánh kiếm. Món bảo vật này, ta rất hài lòng, vô luận là tài liệu, còn là tổ hợp hình thái, ta đều rất ưa thích. Người không có dùng phổ thông tài liệu tới đây gom góp, toàn bộ dùng bát phẩm tài liệu tới đây chế tạo hắn, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch tiền bối thu hồi trung yên thánh kiếm, đối với Tống Thư Hàng nói, như vậy, Tống Thư Hàng. Người muốn mấy cái long văn đây? Tống Thư Hàng nhất thời không có kịp phản ứng. Bạch tiền bối, cơ hội chỉ có một lần, người muốn mấy cái long văn. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là cửu long văn á. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói. Ha ha, như vậy, chúng ta tới liền cửu long văn. Bạch tiền bối một bước bước ra, hiện thân tại, mà kiếp thế giới, bên trong đây là hắn bản thể. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung, ma kiếp thế giới mở ra, lộ ra đi thông, hiện thế, thông đạo. Bạch tiền bối vừa xảy bước ra, bước vào hiện thế bên trong. chương 1362, ta liền giữ gốc đều không có sao. Bạch tiền bối hướng hiện thế đi. Cửu u chúa tể không phải không cách nào tiến nhập hiện thế sao? Coi như là cưỡng ép tiến nhập hiện thế, cũng sẽ bị thiên kiếp bắn cho trở về đi. Lúc trước, quả cầu kim loại lỏng nghĩ hết biện pháp lén qua đến hiện thế, nhưng chỉ hiện thân giống lên một câu, đã bị thiên kiếp chém thành cho bụi. Nếu không phải về sau mượn đến vân tước tử tiên tử nhục thân, hắn bây giờ còn đang cửu u thế giới chơi bùn. Mà bây giờ, bạch tiền bối vậy mà chân thân tiến về trước hiện thế. Không có khả năng, người làm sao còn có thể mở ra tiến về trước hiện thế thông đạo. Quả cầu kim loại lỏng hiện thân nói, hắn thậm chí ngay cả áp chế bất hủ cốt, sự tình đều để một bên, đối với bạch tiền bối lớn tiếng nói cửu u chúa tể chân thân không cách nào tiến về trước hiện thế đây là quy tắc không cách nào nghịch chuyển trừ phi rất đơn giản bởi vì ta duy nhất một lần tiến về trước hiện thế cơ hội còn không có dùng xong bạch tiền bối cũng không quay đầu lại nói mỗi một cái cửu u chúa tể tại sinh ra về sau đều có một lần tiến về trước hiện thế cơ hội không có dùng rơi làm sao có thể người so với ta thành đạo sớm hơn nhiều năm như vậy người một đạo khó khăn nhất thẳng liền núp ở cửu u không có dùng rơi cái này cơ hội duy nhất người thành đạo về sau sẽ không có muốn trả thù người không có muốn hoàn tất sự tình không có phải xử lý quan hệ quả cầu kim loại lỏng nói ừ đúng vậy a à, ta lại không giống ngươi ta năm đó nhân duyên khá tốt người gặp người thích không có sinh tử cửu địch cho dù có tại thành đạo phía trước cũng bị ta tiêu diệt vì vậy Thành đạo về sau, ta lúc này đây, tiến về trước hiện thế cơ hội, một mực lưu lại không dùng." Bạch Tiền Bối nói. "Thành đạo, tiến về trước hiện thế cơ hội, duy nhất một lần." Tống thư Hàng nghe được mấy cái từ thời điểm, trong lòng có chút bất an Bạch Tiền Bối tiến về trước hiện thế cơ hội, tựa hồ chỉ có một lần. Loại này cơ hội duy nhất, hắn muốn dùng vội tới bản thân gia tăng Long Văn. Cái này đại giới, khiến trong lòng của hắn rất bất an a. À. Theo lý trí đến xem bản thân hắn hoàn toàn không đáng bạch tiền bối vì hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Coi như là chế tạo, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, về sau, bạch tiền bối cho phần thưởng của hắn, nhưng vận dụng loại này cơ hội duy nhất, không khoa học A. À. Không có khả năng, ta không tin, nếu như người có cơ hội này, vì cái gì có thể chịu lấy một mực không cần. Quả cầu kim loại lỏng kêu lên. Lúc này, bạch tiền bối bản thể đã bước vào đến hiện thế bên trong nhưng trên thực tế ta chính là không dùng rơi cơ hội này ta và ngươi bất đồng ngươi thành đạo sau làm chuyện làm thứ nhất liền là sát nhập hiện thế san bằng nho ra nhất mạch mà ta cảm giác một mực không có chuyện gì đáng giá ta đi sử dụng cơ hội này vì vậy vẫn lưu lại hắn lại về sau ngươi thành đạo thiên đạo biến thành nhà của ngươi cái vị kia ta đây hai cái quyền hạn cũng không dám đơn giản sử dụng vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại muốn dùng xong cơ hội này? Quả cầu kim loại lỏng hỏi. Bạch tiền bối, bởi vì, muốn sửa đổi tu sĩ đan văn, chỉ là quyền hạn của chúng ta xa xa chưa đủ. Ta cũng cần vận dụng, thiên đạo, quyền hạn. Quan trọng nhất là, nhà của ngươi vị kia đã tiến nhập bị động hình thức, chỉ cần ta không phạm quy, liền sẽ không khiến cho nó chú ý. Vì vậy, ta có thể tự do lãng rồi. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối đứng ở hiện thế bên trong hắn bước vào hiện thế, cũng không phải địa cầu, mà là chư thiên vạn giới một chỗ tràn đầy quỷ dị thực vật thế giới. Bốn phía là cao vút trong mây thực vật. Bạch tiền bối một tay chỉ trời, nói, lấy cửu u thân thể, thực hiện thiên đạo quyền hành. Chỉ định quyền hành phạm vi, bảo thực linh giới. Tiếng nói hạ xuống về sau, trong hư không bạch tiền bối hình tượng phát sinh biến hóa. Trên người hắn áo choàng màu đen hóa thành một thân màu trắng tiên vách lại có thánh pháp uy nghiêm hào quang bao phủ tại phía sau hắn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng dung mạo của hắn. Có gió thổi lên, thổi rơi xuống trên cây cánh hoa. Đóa hoa hóa mưa, tới tấp vẩy, tựa hồ là nghênh đón bạch tiền bối đến. Bạch phái bạch tiền bối đưa tay niêm hoa, mỉm cười. Hắn cười một tiếng, thiên địa vạn vật trong chốc lát ảm đạm biến sắc. Loại cảm giác này, Tống Thư Hàng đặc biệt nhìn quen mắt. Trong một tích tắc, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa, vô luận là, bảo thực linh giới, cũng tốt, mà kiếp thế giới cũng được, tất cả đều biến thành, hắc bạch, thần sắc. Chỉ có trong hư không, tóc đen bay về sau, niêm hoa mỉm cười bạch tiền bối, là màu sắc rực rỡ. Toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, đều lấy bạch tiền bối làm trung tâm, phụ trợ lấy bạch tiền bối vô hạn mị lực. Người một hơi liền, hành xử thiên đạo quyền hạn, cơ hội cũng muốn dùng xong cái này tiểu tu sĩ là ai đáng giá người trả giá nhiều như vậy quả cầu kim loại lỏng hung giữ nhìn thẳng tống thư hàng hắn duy nhất một lần tiến về trước hiện thế cơ hội hoa tại nho ra thánh nhân trên thân hắn duy nhất một lần hành xử thiên đạo quyền hành cơ hội dùng tại về sau viễn cổ thiên đình trên thân mà hắn không nghĩ tới bạch hai cái cơ hội cũng còn tồn lấy không dùng ừ hắn chỉ là một cái ta mới quen hơn hai tháng tiểu đạo hiếu bạch tiền bối thành khẩn trả lời quả cầu kim loại lỏng hai tháng nói đùa gì vậy trừ phi hắn rất biết giảng chuyện cười không hắn chuyện cười giảng đặc biệt nát từ khi biết đến bây giờ hắn chỉ nói qua một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn chuyện cười hơn nữa ta cười vô cùng lúng túng so với nhà hắn yêu sủng cười đều còn muốn lúng túng bạch tiền bối nói vậy tại sao hắn kiếp trước là lai lịch gì quả cầu kim loại lỏng không dám tin nói bạch tiền bối lắc đầu không có hắn không phải là cái gì đại năng chuyển thế cũng không phải là người ta quen biết trùng sinh ta nghĩ không thông quả cầu kim loại lỏng nói bạch tiền bối không quan hệ không nghĩ ra cũng không quan hệ dù sao trò chuyện này sau khi kết thúc người liền sẽ quên đây hết thảy hắn hiện tại hành xử thiên đạo quyền hành tuy rằng giết chết quả cầu kim loại lỏng làm không được thế nhưng khiến nó quên đi một bộ phận trí nhớ lại không vấn đề ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng, quả cầu kim loại lỏng lớn tiếng nói hắn còn muốn lấy, nếu như cái này tiểu tu sĩ đối với, bạch, trọng yếu như vậy, vậy nhất định muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Bạch tiền bối rồi lại không để ý tới nữa quả cầu kim loại lỏng, hắn hướng tống thư hàng vẫy vẫy tay, đến, ta cho ngươi bổ sung cái cửu long văn. Tống thư hàng được vời đến cái, bảo thực linh giới, bên trong. Một bước vào trong đó thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, toàn bộ bảo thực linh giới đều tại hướng hắn tản ra thiện ý. Càng có, số mệnh, các loại đồ vật, tối tăm bao phủ tại hắn trên thân. Đây là bởi vì, bạch tiền bối trong thời gian ngắn, tại đây thế giới bên trong, hành xử thiên đạo quyền hành. Tại đây thế giới bên trong, tạm thời, bạch tiền bối liền là thiên đạo. Đến, trước đêm ngươi kim đan chuyển di đi ra, bạch tiền bối một trường đặt tại tống thư hàng khí hải vùng đan điền. Sau một khắc, một mai trông rất sống động, mập cá voi kim đan, hiển hiện, xuất hiện ở tống thư hàng cùng bạch tiền bối trước mặt, trên kim đan bao vây lấy một tầng hộ giáp. Người kim đan, có điểm đặc sắc, bạch tiền bối nói. Ha 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 ha, tống thư hàng khô khốc một hồi cười. Bạch tiền bối đưa tay tại, cá voi đan, bên trên một chút, mập cá voi trên kim đan hộ giáp tự động rút đi, lộ ra bên trong ba đầu dị thường to dài, long văn. Mỗi một đầu long văn đều lộ ra mập mạp, giống như là long văn ăn mập. Bạch tiền bối lại đưa tay phủi đi một chút. Mập cá voi kim đan bị phóng đại, tăng tới có một người bình thường lớn nhỏ. Trên kim đan cái kia ba đầu vừa thô vừa to long văn cũng bị phóng đại. Tống thư hàng thở dài, đếm tới đếm lui, còn là chỉ có ba đầu. Ta ban đầu cho là mình bản thân ít nhất cũng có thể có cái ngũ văn, lại trải qua đại công đức, thánh ấn tăng thêm về sau, có thể tăng tới thất long văn. Không nghĩ tới, ta vậy mà chỉ có một long văn tư chất. Tuy rằng cửa ải này hắn, đạo tâm, đã gắng ngượng qua tới, nhưng mà, thất lạc vẫn sẽ có. Ai nói với ngươi, ngươi là một long văn tư chất kia mà. Bạch tiền bối hỏi ngược lại. Ồ, chẳng lẽ ta không phải một long văn? Tống thư hàng nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt, trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tỷ như cái gì trong truyền thuyết ẩn hình Long Văn, muốn chọc giận máu dâng lên mới có thể hiển hiện á lại tỉ như thật nhỏ đến không thể quan sát long văn, cần phóng đại mấy nghìn gấp bội mới có thể chứng kiến. Hay hoặc là, vài đầu long văn hợp thành một đầu long văn. Thậm chí là có thể mang thai sinh tử, long văn. Đủ loại khả năng, nhanh chóng tại trong đầu hắn hiển hiện. Đương nhiên không phải, ngươi tới nhìn, này long văn, là ngươi, bát phẩm thành ấn, tăng thêm ngưng tụ. Thân là bát phẩm thành ấn, hắn có cái này tăng thêm tư cách. Ừ, nói đúng ra, nó là cùng những vật khác cùng một chỗ vì ngươi tăng thêm một đạo long văn bạch tiền bối bàn tay nhỏ bé điểm tại đầu thứ ba long văn bên trên sau một khắc này long văn biến ảo cuối cùng hiển hóa là một mai ngăn nắp thánh ấn mà tại thành ấn phía dưới là công nước xà mỹ nhân bộ dáng công nước xà mỹ nhân dơ cao lên đầu ngón tay thánh ấn lơ lửng ở hai tay của nàng hai bên tạo thành một đạo long văn thánh ấn cộng công nước xà mỹ nhân mới tạo thành một đầu long văn sau đó là cái này thứ hai đạo Long Văn, đồng dạng là hai loại lực lượng cùng một chỗ, tăng thêm ngưng tụ mà thành. Bạch tiền bối bàn tay nhỏ bé lại điểm tại đầu thứ hai Long Văn bên trên. Nhà này đầu Long Văn đồng dạng biến ảo, cuối cùng hiển hóa là một cái viễn cổ thánh viên bộ dáng, trong tay của nó sẽ lấy một quyển nho ra thánh điển. Đây là chư thiên vạn giới đứng đầu hai loại thối thể công pháp, nho ra kim cương thân, cộng thánh viên Long Lực Thần Công, là tống thư hàng tăng thêm Long Văn gia tăng một đầu long văn đại giới, cần lớn như vậy. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Bình thường mà nói không cần lớn như vậy đại giới. Thanh ấn cùng bộ phát hiện hóa công đức ánh sáng, theo lý đều có lẽ là đều thêm một đầu long văn. Nhưng chính người cũng nhìn ra, người kim đan không phải kim đan, là cá voi đan. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Sau đó là cuối cùng một đạo long văn, bạch tiền bối đưa tay một chút. Cuối cùng một đạo long văn, đồng dạng hiển hóa ra hắn chân thực hình thái. Đó là một tòa hùng vĩ vách tường, còn có cửa thành chiến sa tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, thu nhỏ bộ dáng. Nguyên bộ bát phẩm bản mệnh pháp khí, cường thế là tống thư hàng tăng thêm một đầu long văn. Đáng sợ như vậy bản mệnh pháp khí, vô luận ném cái nào tu sĩ trên thân, bọn họ kim đan, tuyệt đối đều được thỏa thỏa thêm long văn. Chờ chút, chờ một chút, tống thư hàng luống cuống, nếu như nói, cái này ba đầu long văn đều là từ ngoại lực ra chỉ lời nói. Ta đây bản thân, không có long văn. Đây không phải là tu chân A. Coi như là lại kém tu sĩ, ít nhất cũng có thể có một cái giữ gốc long văn mới đúng A. Mà hắn liền giữ gốc phúc lợi đều không có. chương 1363, đệ cửu long văn chấn lầu. Cái gì ẩn hình long văn A, sẽ mang thai long văn A, thật nhỏ đến nhìn không thấy long văn A, tất cả đều không tồn tại. Bạch tiền bối, tu luyện của ta thiên phú mặc dù nói thông thường, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đến nỗi loại trình độ này đi. Không có Long Văn cũng quá khoa trương A, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn vốn cho là mình ít nhất cũng là một Long Văn giữ gốc. Không nghĩ tới hắn liền cuối cùng quần cọc cũng bị mất, trực tiếp một triệt đến cùng, một đầu Long Văn đều không có. Thất lạc không, kích thích không, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng cười khổ, tu luyện của ta thiên phú, thật sự có như vậy nát sao? Chẳng lẽ là hắn thăng cấp quá nhanh nguyên nhân, trời cao đố kỵ anh tài? Khả năng là bởi vì ngươi kim đan là biến dị nguyên nhân, vì vậy dẫn đến ngươi, long văn, ngưng tụ độ khó là bình thường gấp đôi trở lên. Bạch tiền bối nói, bởi vì thánh ấn cùng công đức ánh sáng, chung vào một chỗ mới cho tống thư hàng tăng thêm một đầu long văn, hẳn là gấp đôi độ khó. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên, giả thiết ta long văn ngưng tụ độ khó là gấp đôi trở lên, dạng này ngược lại đẩy một chút lời nói. Nếu như ta có bình thường, nhị Long Văn, trở lên thiên phú, ít nhất cũng có thể ngưng tụ một đầu Long Văn. Không thể nhớ lại nữa, tâm tính thiện lương nhét. Đừng khổ khuôn mặt, dù sao ta có thể cho người bổ đầy cửu vân. Mặt khác, kỳ thật, hai chúng ta đồng bệnh tương liên, năm đó, ta cũng một đầu Long Văn đều không có kia mà. Bạch tiền bối vỗ vỗ Tống Thư Hàng, an ủi. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối năm đó, một đầu long văn đều không có, không có khả năng. một đầu long văn đều không có người có thể thu luyện thành thiên đạo. thông qua bạch tiền bối cùng quả cầu kim loại lỏng ở giữa đối thoại, lại thêm tống thư hàng trước kia vụn vụn vặt vặt bắt được tin tức, hắn đã có thể xác định cửu u chúa tể cùng thiên đạo quan hệ giữa ban văn long thiên đạo cùng cửu u chúa tể ban văn long tiền nhiệm cửu u chúa tể bạch tiền bối hiện giữ cửu u chúa tể quả cầu kim loại lỏng cùng tối tăm ở giữa đối ứng ngày hôm nay nói vì vậy bạch tiền bối đối ứng đúng là đột nhiên không muốn chơi vậy là liền biến mất tiền nhiễm thiên đạo luôn cảm giác loại này phong cách vẽ hoàn toàn chính xác rất phù hợp bạch tiền bối tính cách bạch tiền bối người liền không cần an ủi ta tống thư hàng nói bạch tiền bối người nào an ủi ngươi rồi ta nằm đó ngưng tụ kim đan lúc cũng chờ đợi lo lắng rất lâu trong trí nhớ Ta khi đó cũng không dám gặp người, sợ hảo hữu nhóm hỏi ta, kim đan long văn, số lượng. Khi đó bạn tốt của ta đều ít nhất là 7, 8 đầu long văn, ta một viên trần trụi kim đan, cỡ nào tâm nhét. Tống thư hàng, cái kia bạch tiền bối ngươi về sau đã có kỳ ngộ gì? Kỳ ngộ, không có a, à, ta bởi vì kim đan không có long văn rất tâm nhét, mà bắt đầu bế tử quan, một bế liền là hơn 50 năm. Tiếp đó ta liền trực tiếp theo ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm chân quân cảnh giới mới xuất quan. Tấn trước chân quân sau đi ra, sẽ không có người hỏi lại ta đến cùng kim đan có bao nhiêu long văn. Bạch tiền bối nhún vai. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, cái kia, không long văn, có thể hay không rất mạnh. Ai biết được, không nói nhiều, thời gian có hạn, ta tới cấp cho người bổ đầy cửu long văn. Xuất lời, bạch tiền bối móc ra một cây viết, một tay bắt lấy tống thư hàng mập cá voi kim đan muốn làm sao bổ sung tống thư hàng hiếu kỳ nói nghe được bạch tiền bối năm đó cũng là không long văn về sau trong lòng của hắn thất lạc vắng cái liền tiêu tán không gặp tiếp đó đem hắn lực chú ý chuyển rời đến bản thân trên mập cá voi kim đan vẽ lên đi a à, bạch tiền bối đương nhiên nói tống thư hàng đáng tin cậy sao sẽ không phai màu đi phai màu cái cho bụi ta bây giờ là chấp trưởng thiên đạo quyền hành người hiểu không Bạch tiền bối nói, dứt lời hắn nắm lên bút, tại tống thư hàng, mập cá voi kim đan, bên trên tuyệt bút họa. Bạch tiền bối, Long Văn có thể vẽ đẹp mắt điểm không? Tống thư hàng đề nghị. Bạch tiền bối, có Long Văn cũng không tệ rồi, người còn nghĩ tới ta cho người tại trên kim đan vẽ tiên nữ hay sao? Không phải, ý của ta là dù sao có thể vẽ lên đi, không bằng vẽ khí phách điểm. Tống thư hàng nói. Bạch tiền bối, hy vọng đừng vô cùng nhiều, Ta vẽ tranh kỹ thuật thông thường. Ngươi không hài lòng lời nói liền bản thân đến vẽ a. À. Ta vẽ hữu dụng không?" Tống Thư Hàng hỏi. "Ngươi là thiên đạo sao?" Bạch Tiền Bối hỏi ngược lại. "Tống Thư Hàng, đầu tiên là đạo thứ tư Long Văn, rất tốt, giải quyết." Bạch Tiền Bối tuyệt bút bay múa, rất nhanh giải quyết thứ tư Long Văn. "Tống Thư Hàng, cái kia, Bạch Tiền Bối, đạo này Long Văn thoạt nhìn giống như chuôi kiếm." "Đúng, liền là một thanh kiếm." ta ưa thích dùng nhất vũ khí, vì vậy ngươi luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trung yên thánh kiếm, để cho ta rất hài lòng. Bạch tiền bối gật đầu nói, hình kiếm long văn, thành hình, trông rất sống động kiếm long, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, cái này hình kiếm long văn cùng, trung yên thánh kiếm có chút tương tự. Thứ tư đan văn thành hình nháy mắt, tống thư hàng đầu cảm giác trong cơ thể mình, linh lực bị tẩy rửa một lần, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng tốt ghim tâm. Mỗi khi chứng kiến bản thân, kình đan, bên trên hình kiếm long văn, hắn liền sẽ nghĩ lên bản thân, kiếm thuật thiên phụ, sự thật, tiếp đó tâm liền sẽ ẩn ẩn đau đớn. Sau đó là thứ năm long văn, kiếm đã có, lại đến chuôi đau đi. Bạch tiền bối sách bút, tại tống thư hàng trên mập cá voi kim đan vung vẩy. Để ngũ đạo long văn thành hình, long văn bên trong ẩn chứa một thanh hư ảo đao hình dáng đổ án. Chuôi này trên đao, ẩn ẩn có một cái phượng hoàng hư ảnh cửu tu phượng hoàng đao tống thư hàng liếc liền nhận ra đao này đúng liền là chuôi này đao để tam thiên đạo lưu lại tác phẩm có nhất định được siêu tầm ý nghĩa ta lần trước mò được hắn thời điểm thật tốt nghiên cứu qua hắn nhưng mà hắn còn không phải nguyên vẹn thể siêu tầm ý nghĩa không lớn ta liền thả hắn đi thôi tương lai có cơ hội chờ hắn trở thành nguyên vẹn thể về sau lại siêu tầm không muộn bạch tiền bối nói cửu tu phượng hoàng đao nên may mắn chính nó còn không phải nguyên vẹn thể, bằng không mà nói, hắn đã trở thành bạch tiền bối tàng bảo các bên trong một thành viên. Cùng lúc trước, lúc thứ năm Long Văn thành hình về sau, thân thể của hắn lại cảm thấy bị tẩy rửa một lần, trong ngoài trong sáng. Kế tiếp là thứ sáu Long Văn, vẽ chút gì đó tốt đây. Bạch tiền bối sờ sờ cầm suy tư. Hắn chuẩn bị mỗi một đầu Long Văn đều vẽ điểm không giống người thường đồ vật, dạng này mới có thú vị. Tống Thư Hàng, kỳ thật bạch tiền bối, trực tiếp vẽ uy phong điểm Kim Long cũng rất anh Tuấn. Không có thưởng thức, bạch tiền bối một cái cự tuyệt Tống Thư Hàng hy vọng. Suy tư một lát sau, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng rồi, vẽ cái này. Hắn xách bút tại Tống Thư Hàng trên mập cá voi kim đan cua múa, vài nét bút sau đó thứ sáu Long Văn thành hình. Này Long Văn bên trong cất giấu một cái con mắt thật to. Cái này con mắt lấp lánh có thần, Tống thư hàng vô luận đứng ở cái nào góc độ đều cảm giác cái này con mắt đang ngó chừng hắn nhìn, hắn bị nhìn chồng chọc sợ hãi. Cái này vậy là cái gì? Chẳng lẽ là đệ nhị thiên đạo tác phẩm? Cái kia mở to mắt con người tinh cầu. Tống thư hàng hỏi, người nghĩ như thế nào đến cái kia đồ chơi đi? Hơn nữa đồ chơi kia là tinh cầu, ánh mắt chỉ là sinh trưởng ở trên người nó tài liệu đính kèm. Bạch tiền bối nói, ta vẽ chính là nho gia thánh nhân chi nhãn a. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác bụng dưới ẩn ẩn căng đau, có loại muốn sinh nở ảo giác. Bị cái này con mắt nhìn chằm chằm vào, áp lực núi lớn. Về sau, hắn mỗi lần nội thị lúc, vừa nhìn thấy bản thân mập cá voi kim đan, liền sẽ tiếp xúc đến bạch tiền bối vẽ, nhau ra thánh nhân chi nhãn, long văn, tiếp đó bị toàn bộ phương vị nhìn chăm chú. Thời gian này còn có thể qua hay không? Được cái ta kình đan trên có bọc thép, có thể che giấu một chút. Tống thư hàng lần đầu tiên may mắn bản thân chín đại tiên cốt đã trở thành bọc thép, vô luận là vật gì đều có tác dụng của nó. Chỉ là chính ngươi không có phát hiện. Thứ sáu long văn thành hình về sau, Tống thư hàng trong cơ thể mình linh lực chất lượng lại tăng lên một ít. Thứ bảy long văn người muốn cái gì đồ vật, bạch tiền bối dừng lại bút nhìn về phía Tống thư hàng kim long, Tống thư hàng nhanh chóng trả lời có chút lý tưởng a, ngoại trừ kim long bên ngoài người sẽ không có khác lý tưởng sao? Bạch tiền bối nói. Hoa sen, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới bản thân hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối, cái này còn có chút ý tứ. Vậy là, thứ bảy Long Văn thành hình. Đó là một cái xoay quanh tại, hoa sen, bên trên Long Văn. So với Tống Thư Hàng tưởng tượng xinh đẹp hơn. Đồng dạng, theo Long Văn xuất hiện, Tống Thư Hàng linh lực lại ngưng thực hơi có chút. Thời gian không nhiều lắm, thứ 8, để cửu Long Văn nghĩ muốn cái gì. Bạch tiền bối thúc giục nói. Không bằng lại đến đầu mập cá voi, kim đan của ta đều là mập cá voi, ở trên tới đây đầu mập kình đan văn cũng rất có ý tứ. Tống Thư Hàng nói. Thú vị, thông qua, bạch tiền bối vận dụng ngòi bút như bay, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tống Thư Hàng, mập cá voi kim đan, bộ dáng vẽ ở đan trên thân. Thứ tám Long Văn thành hình. Tống Thư Hàng sờ sờ cầm suy tư về cuối cùng một đạo Long Văn, vẽ chút gì đó tốt đây. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, trung yên thánh kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, công nước xà mỹ nhân cộng thánh ấn, viễn cổ thánh viên cộng nho ra kinh thư nho ra thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, 33 thú tổ hợp mà thành mập cá voi. Nhìn kỹ một chút lời nói, Tống Thư Hàng phát hiện mỗi một kiện đồ vật đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có quan hệ. Cái kia xem như đóng đồ đệ cửu long văn, cũng không có thể yếu đi khí thế. Bạch tiền bối, có thể hay không đem ta vẽ lên đây. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói. Bạch tiền bối, ha ha. Ta nghĩ tới nghĩ lui, phía trước tám đạo Long Văn, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng ta có quan hệ sự vật. Như vậy cuối cùng một đạo Long Văn, dứt khoát đem tự chính mình vẽ lên đi, chấn lầu. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, không nghĩ tới Thư Hàng ngươi là như vậy người hay tự kỷ tự yêu chính mình. Ta đây cũng là nghĩ không ra cái gì tới đây chấn lầu tương đối khá nha. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối khinh thường nói, vẽ một cái người có thể sử dụng tới đây chấn cái gì. Còn không bằng vẽ một cái ta đến chấn lầu đây. Sứt lời, bạch tiền bối vung bút, tại Tống Thư Hàng trên kim đan họa. Tống Thư Hàng, ha ha. Chờ chút, bạch tiền bối. Đem người hoạch định kim đan của ta bên trên, cảm giác sẽ xảy ra chuyện đó a. À. Giải quyết, bạch tiền bối để bút xuống, hài lòng nói cái này để cửu long văn, là ta vừa ý nhất tác phẩm quả nhiên, còn là ta dùng để chấn lầu tốt nhất rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía đệ cửu Long Văn. Tiếp đó hắn phát hiện đệ cửu Long Văn bên trong ẩn chứa hình tượng, rõ ràng là Tống Thư Hàng. Đây không phải ta sao, Tống Thư Hàng nói. Đệ cửu Long Văn là ta, Bạch Tiền Bối nhếch miệng lên nói, mỗi người nhìn thấy, cũng sẽ là ta. chương 1364, chân tướng chỉ có một. Mỗi người đều chứng kiến, bản thân, đó không phải là tấm gương nha, Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, ta thật vất vả vẽ ra một cái anh Tuấn đồ vật, người đem hắn hình dung thành tấm gương loại này đồ vật cấp thấp. Có tin ta hay không lật tay cho ngươi cho bụi. Khổ, nhưng mà rất xoái, rất có ý tứ. Mỗi người chứng kiến hắn, đều theo trông được đến bản thân, khẳng định chơi rất khá. Tống Thư Hàng lại vội vàng nói. Hắn sờ sờ cầm, suy tư, chỉ cần vừa nghĩ tới đệ cửu đan văn đặc hiệu tống thư hàng trong đầu liền trồi lên rất nhiều thú vị chú ý tỷ như hắn có thể một mặt nghiêm túc đem bản thân đệ cửu đan văn cho trong nhóm các tiền bối quan sát tiếp đó thử xem trong nhóm tiền bối sắc mặt phản ứng gì đó những thứ này thú vị biện pháp chờ hắn trở về hiện thế về sau có thể đi thử xem chín đạo long văn khác hoàn thành kế tiếp chúng ta là lúc đi trở về bạch tiền bối đưa tay tại trên mập cá voi kim đan vỗ Kim đan trở về tống thư hàng trong cơ thể. Chín đạo Long văn kim đan liền là không giống người thường, vừa về trở về về sau, tống thư hàng liền cảm giác mình, mập cá voi kim đan dường như thật sống lại tại trong khí hải đan điền du tẩu lấy. Cửu Vân Linh Hoàng, Bá Tống. Thời gian không sai biệt lắm, đi, Bạch Tiền Bối đưa tay vỗ, đem tống thư hàng quét trở về ma kiếp thế giới. Đồng thời, hắn lại đối với quả cầu kim loại lỏng, xa xa chỉ một cái. Người tên hỗn đản này, quả cầu kim loại lỏng khống chế vân tước tử mắng to. Bạch đây là lợi dụng, thiên đạo, quyền hành, xóa đi hắn vừa rồi trí nhớ. Bởi như vậy, bạch tiền bối cùng tống thư hàng hai bên quen biết sự tình, quả cầu kim loại lỏng liền không cách nào nhớ lại. Làm xong hết thảy về sau, bạch tiền bối thân hình đồng dạng nhanh chóng trốn trở về, ma kiếp thế giới. Trở về sau đó, hắn lại quay người hướng, bảo thực linh giới, ném đi một tấm, ra, cái tấm da này ném vào bảo thực linh giới về sau nhanh chóng bành trướng hóa thành một tôn bạch tiền bối bộ dáng xôn sao, ma kiếp thế giới đi thông bảo thực linh giới thông đạo tan vỡ tiêu tán tại tiêu tán lúc trước tống thư hàng chứng kiến một cái kim sắc đại thủ đột nhiên vươn vào đến bảo thực linh giới bên trong một bả nhấc lên thổi hơi mà thành bạch tiền bối đưa hắn ném vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi khá tốt sớm một bước chậm một bước lại chơi chơi trốn tìm Bạch tiền bối nói thầm. Đường kim thiên đạo có thiếu, đã tiến nhập bị động hình thức, vì vậy hắn mới dám chơi như vậy. Nếu như là đường kim thiên đạo không có lông bệnh lời nói, hắn có thể không nên như vậy khiêu khích. Bạch tiền bối, thiên kiếp cùng ma kiếp cũng đã chấm dứt, ta cũng kém ít phải ly khai, ma kiếp thế giới, rồi a. À. Tống Thư Hàng nói, đừng hoảng hốt, hiện thế đều có, nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, huyền thánh giảng pháp, ba cái quá trình cùng hiện thế đối ứng cửu u, tự nhiên cũng có đối lập trả lời quá trình, mà tiền hiển thân, ngưng tụ ma ấn, thánh ma giảng pháp, ba bước một cái cũng sẽ không thiếu. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, ta đây là đã vượt qua bát phẩm ma kiếp rồi hả? Bát phẩm ma kiếp một kích cuối cùng thậm chí đều là người đánh tan, tự nhiên coi như là đã vượt qua bát phẩm ma kiếp. Bạch tiền bối nói, hơn nữa, lần này, mà tiền hiển thân sẽ phải có chút không giống người thường. Bởi vì này lần, bát phẩm ma kiếp bên trong còn có thiên kiếp nhúng tay. Vì vậy, Bạch Tiền Bối rất ngạc nhiên, mà tiền hiển thân có thể hay không ảnh hưởng đến hiện thế, đây. Hiện thế, mùng 1 tháng 10 năm 2019, hoa hạ lễ quốc khánh. Bởi vì Bạch Tiền Bối dùng quyền hạn của mình sửa lại, ma kiếp thế giới, thời gian trôi qua nguyên nhân, tống thư hàng cái này một lớp, ma kiếp một hơi độ đến mùng 1 tháng 10 cửu châu nhất hào quần bên trong. Hoàng Sơn Tôn giả, lần này Hoàng Sơn tế tổ chức vô cùng thành công, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mượn Hoàng Sơn tế, lực lượng, Hoàng Sơn chân quân một lần hành động đột phá, tấn chức thất phẩm tôn giả, cùng tại mùng 1 tháng 10 phía trước ổn định cảnh giới của mình. Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu hôn lễ cuối cùng thế nào? Hắn cùng vị kia phù sinh tiên tử kết hôn sao? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi. Lần trước Hoàng Sơn Tế bên trong, đậu đậu cùng vị kia phù sinh tiên tử nhảy xong múa về sau, Hoàng Sơn Tế hãy tiến vào giai đoạn sau cùng. Sau đó, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử biến mất không thấy gì nữa, một mực chờ Hoàng Sơn Tế chấm dứt, đều không có tái xuất hiện. Hoàng Sơn Tế bên trong, trong nhóm đoàn người đều được đến chỗ tốt. Cảnh giới tăng lên, lại đạt được quý giá các loại bảo thạch. Tại cuối cùng Tế điển bên trong, tham gia, Hoàng Sơn Tế, thành viên, toàn bộ đạt được tế điển lực lượng gia trì, tương lai trong một năm tu luyện làm chơi ăn thật. Đậu đậu hiện tại ở vào bế quan trạng thái, tam thập tam thú thần tông bên kia đưa tới hóa hình đan, khiến đậu đậu tại trùng kích ngũ phẩm cảnh giới phía trước, liền ngưng tụ ra thân thể. Bởi như vậy, đến lúc đó hắn đậu ngũ phẩm yêu kiếp liền có nắm chắc hơn. Đậu đậu cùng phù sinh đạo hữu hôn lễ chỉ là chúng ta kế hoạch một khâu, chủ yếu là từ hắn cùng phù sinh tiên tử hiệp trợ ta hoàn thành hoàng sơn tế coi như là ta cùng tam thập tam thú thần tông giao dịch. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Hắn cũng hy vọng đậu đậu có thể cùng, phù sinh tiên tử, nhìn vừa mắt. Đáng tiếc, phù sinh tiên tử không gọi sở sở. Bác Hà Tán Nhân, vì vậy, tiểu diệt phượng, người cũng muốn cố gắng lên. Đậu đậu sớm một bước huyến hóa thành người về sau, lấy tư chất của nó cùng Hoàng Sơn tiền bối tài nguyên, hắn tấn chức ngũ phẩm đại yêu ván đã đóng thuyền. Diệt Phượng công tử có thể được công nhận, đậu đậu khắc tinh nếu như đậu đậu cảnh giới đuổi theo, Diệt Phượng, đậu đậu khắc tinh, danh xưng thì có điểm bất ổn. Ta nhất định sẽ bảo trì vượt lên đầu, so với đậu đậu nhanh hơn một bước tấn trước chân quân. Diệt Phượng công tử tự tin nói, gần nhất Diệt Phượng tu luyện siêu cấp khắc khổ, tại Hoàng Sơn Tế, trạng thái gia trì xuống, một hơi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sứt lời về sau, Diệt Phượng công tử lại nói, nhưng mà kỳ quái, ta cuối cùng ta cảm giác bản thân quên mất cái gì. Ngoại trừ đậu đậu nhân tố bên ngoài, tựa hồ còn có một cái để cho ta rất tâm nhét nhân vật, bức ta đây không thể không khắc khổ tu luyện. Ta gần đây ngày luyện, tối luyện, liền là miễn cho tâm nhét. Thế nhưng, người này rút cuộc là người nào, ta hoàn toàn không nghĩ ra. Bắc Hà Tán Nhân, Diệt Phượng Đạo Hữu cũng có loại cảm giác này. Kỳ thật ta phía trước trước thời gian cũng có loại này bức bách cảm giác, luôn cảm giác mình không thêm dầu tu luyện lời nói, cũng sẽ bị người vượt qua. Sược sư cộng 1, Cồn đao tứ lãng cộng 2, tuyết lang động chủ cộng 3, phá dương kích quách đại, manh manh đậu đậu đầu chó biểu lộ. Thất sinh phù phủ chủ cộng 4, thất sinh phù phủ chủ nằm thảo. Hệ thống nhắc nhở, thất sinh phù phủ chủ rút về một cái tin tức nhân 2. Phá dương kích quách đại, phẫn nộ trà sát trên lầu đầu chó biểu lộ. Thất sinh phù phủ chủ, khá tốt bổn tỏa phản ứng nhanh nếu không thiếu chút nữa đã bị trà sát đầu chó. Phá dương kích quách đại phát cái mỉm cười biểu lộ, tiếp đó hắn bình tĩnh đã đoạt thất sinh phù phủ chủ con số cộng 4. Thất sinh phù phủ chủ, được rồi, ta đây cộng 5. Tô thị A thất chân quân cộng 6, lại nói, các người có nhớ hay không ta có một cái đáng yêu hậu bối. Ta đột nhiên không nhớ gì cả. A thất người có hậu bối, cuồng đao tam lãng nghi ngờ nói. Tô thị A Thất, mê mang biểu lộ ta đột nhiên không nhớ gì cả, nhưng ta tại Tô thị nhất tộc trong, có lẽ có cái đáng yêu hậu bối. Ta liên tục đem nàng trở thành muội muội chiếu cố, là mộng sao? Thế nhưng, ta cuối cùng cảm giác không phải là mộng. A Thất, không nghĩ tới người còn có muội khống thuộc tính, cái đó và hình tượng của ngươi thật không bảo chế. Ta cảm giác ngươi kỳ thật thích hợp hơn lúc một cái tỷ khống chế. Muội muội quá mảnh mai, loại người như ngươi chiến đấu cuồng nhân sẽ hù đến nàng. Cuồng đao tam lãng nói. Tô thì A thất. Bắc Hà Tán Nhân kèm theo nói, ta cũng thấy A thất có lẽ có cái đáng yêu hậu bối, ta tựa hồ cũng có loại này ấn tượng. Bắc Hà, người đối với A thất muội muội cũng có hảo cảm. Cẩn thận hắn chém ngươi nha, muội khống khởi sướng bão tố, rất đáng sợ. Cuồng đao tam lãng nói. Tam lãng, ta tra được người địa chỉ IP, tô thì A thất đột nhiên nói. Ha ha ha, ngây thơ, ta địa chỉ IP tại sao có thể là thật? người có thể tra được tất cả đều là giả dối địa chỉ. Cuồng đao tam lãng dương dương đắc y nói. Tô thị A thất, ta còn cảm ứng được khí thức của ngươi. Thật là đúng dịp, ta cách ngươi rất gần, ngự đao phi hành, 15 giây sau có thể đến. Tam lãng huynh, ta và ngươi đã có hơn nửa năm không có luận bàn đao pháp, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta tới luận bàn mấy lần đao. Nhật, ngươi tốt y tứ, ngươi bây giờ là lục phẩm chân quân cảnh giới, ta còn tại ngũ phẩm A cuồng đao tam lãng nóng nảy bởi vì hắn cũng cảm ứng được A thất cái kia cuồng phóng khí tức. Tô thị A thất, yên tâm, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi. Ta A thất luận bàn thời điểm, cũng không chiếm người tiện nghi. Để cho ta nhìn xem, người 72 đường khoái đao có hay không tu luyện đến cao hơn cảnh giới. A thất bởi vì không hiểu thấu, mất đi, bản thân đáng yêu hậu bối, toàn bộ người không hiểu cuồng táo bất an. Tam lãng thời điểm này còn tới vung hắn, quả thực không biết chết chữ viết như thế nào. Lệ Chi tiên tử cười nhìn Tam lãng tìm đường chết thành công. Đông Phương Lục tiên tử lại là hòa bình một ngày. A, à, chờ chút, A à Thất ngươi đợi một chút, để cho ta trước phát xong cuối cùng nhất đoạn văn, cuồng đao Tam lãng vội la lên. Tô thị A à Thất, tại cửa, chờ ngươi phát xong lời nói. Cuồng đao Tam lãng kỳ thật không chỉ là A à Thất ngươi cảm giác đã mất đi cái gì ta cũng cảm giác mình đã mất đi bản thân tình cảm chân thành. Theo Hoàng Sơn tiền bối, Hoàng Sơn tế, lần trước tới đây về sau, ta đây mấy ngày trong nội tâm một mực rất ghim tâm. Dường như thế giới của ta đã mất đi một nửa khác. Tam lãng sẽ có người yêu. Diệt phượng công tử chấn kinh rồi. Cuồng đao tam lãng, loại cảm giác này tự chính mình cũng rất không hiểu thấu. Nhưng mà, loại này quấn quyết tâm cảm giác, khả năng thật sự là yêu thương, đi. Coi như là không phải yêu thương, cũng là hảo cảm. Yêu đương tam lãng, ta có chút không cách nào tưởng tượng. Điền thiên đảo chủ nói. Điền điềm phó đảo chủ, ta phát hiện một cái manh mối. Nhưng mà đang nói này manh mối phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi A thất tiền bối. Điền điềm tiên tử mời nói. Tô thì A thất nói. Điền điềm phó đảo chủ, A thất tiền bối, tại trong ấn tượng của ngươi, ngươi cái vị kia đáng yêu hậu bối, tu luyện thiên phú như thế nào? Có lẽ rất mạnh là tuyệt đỉnh thiên tài, cảm giác không thua kém tứ phẩm. Tô Thị A thất nói, Điền điềm phó đảo chủ, như vậy chân tướng chỉ có một, các người mọi người cảm giác, biến mất người, là một người. Nàng tu luyện thiên phú cường đại, khiến đoàn người sinh ra cảm giác áp bách. Nàng là A thất đáng yêu hậu bối, tiếp đó, nàng còn là tam lãng tiền bối thầm mến đối tượng. Tô Thị A thất, tam lãng, người hôm nay chết cho ta. mươi 1365, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng. Điền Niêm phó đảo chủ suy luận, có lý có cứ. Vị này, biến mất người, là A thất hậu bối, cái kia tuổi của nàng nhất định sẽ không rất lớn. Vì vậy, A thất mới có thể giống như yêu thương muội muội mình yêu thương nàng. Tiếp đó tu luyện của nàng thiên phú rất mạnh, bị A thất xưng là lạt, tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi nhẹ nhàng đã đến tứ phẩm cảnh giới, đám kia trong tứ phẩm cảnh giới đạo hiếu, Ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới đạo hữu tự nhiên sẽ cảm giác được áp bách. Tiếp đó vì duy trì bản thân, tiền bối, mặt mũi, đương nhiên muốn cố lên tu luyện. Ngày luyện, đêm luyện, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi đi trên level. Cuối cùng, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, nàng rất có thể cùng tam lãng tiền bối sinh ra tâm tình cơ sở, hay hoặc là tam lãng tiền bối yêu thầm nàng. Cái này thỏa mãn Cửu Châu nhất hào quần, trong tất cả tiền bối đoán điều kiện biên điềm phó đảo chủ suy luận ra kết quả, rất thật làm cho người ta hít thở không thông. Chờ chút, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta không phải muội khống, ta ưa đại tỷ tỷ loại hình đối tượng. Cuồng đao tam lãng vội vàng giải thích nói. Hắn cảm giác được ngoài cửa tô thị A à thất đã muốn nổ tung tiếp đó, tam lãng cảm giác mình lúc trước nói lời rất đúng, một vị muội khống nếu như khởi sướng bão tố, sẽ rất đáng sợ. Không có lông bệnh, tam lãng tiền bối người nào quy định a thất tiền bối hậu bối không thể là vị đại tỷ tỷ rồi hả chúng ta thế nhưng là tu sĩ cũng không phải người bình thường coi như là a thất tiền bối hậu bối nhưng nàng đã tứ phẩm cảnh giới chỉ là nhìn từ ngoài nàng đã là thành thục đại tỷ tỷ cũng rất có thể điền điềm phó đảo chủ bổ sung điền điềm tiên tử xin miệng xuống lưu tình a tam lãng dùng giọng thảm thiết nói trong giọng nói sen lẫn phá cửa thanh âm còn có lưỡi đao trên mặt đất kéo động thanh âm âm thanh quả thực giống như phim kịnh dị. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm yên lặng gật đầu Tô Thị A thất đại chiến cuồng đao tam lãng đùa giỡn đã mở màn. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trên tấm kính chiết xạ ra trí tuệ hào quang, chư vị, ta có một chút muốn bổ sung. Kỳ thật ta cảm giác để cho ta tâm nhất người, hẳn là người đàn ông. Điền điềm phó đảo chủ, điểm ấy cũng không xung đột. Bởi vì A thất tiền bối trí nhớ mơ hồ, có lẽ hắn hậu bối là một cái nam tử cái kia tam lãng người yêu hạng nhất liền không thành lập. Bác Hà Tán Nhân nói, dù sao tam lãng ưa thích đại tỷ tỷ loại hình. Đại la giáo vũ nguyệt tiên tử, làm sao có thể không thành lập. Nói không chừng tam lãng liền là ưa thích đại tỷ tỷ loại hình nam tử đây. Hoàng Sơn chân Quân, Vũ Nguyệt chân Quân, đừng mang hỏng trong nhóm đạo hữu. Hoàng Sơn tiền bối không có sửa chữa mình ở trong nhóm danh sưng. Hoàng Sơn chân Quân cái này nickname dùng lâu rồi, chính hắn cũng đã quen rồi dù sao đoàn người biết rõ hắn đã tấn chức tôn giả không cần phải đổi tới đây đổi đi bạch tiền bối còn chưa kết thúc bế quan sao ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc hỏi dứt lời về sau hắn lại bổ sung mặt khác ta so với các ngươi nhớ nhiều một chút ta nhớ được thiên hạ đệ nhất thánh bá tống hẳn là chúng ta trong nhóm đạo hữu hơn nữa còn là chúng ta hậu bối bá tống thánh quân không có khả năng nếu như hắn là chúng ta hậu bối chúng ta những người này ở đâu còn có mặt mũi. Đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân nói. j Các người nói, bị mọi người quên, hậu bối có thể hay không cùng ta có quan hệ A. À? Chẳng lẽ là, trang sáng bao lâu có, đạo hữu môn nhân. Hoàng Sơn Trân Quân yên lặng gật đầu, khả năng này rất lớn. j Rất có thể là tu luyện ta đây một hệ công pháp đại thành, tiếp đó tồn tại cảm giác triệt để biến mất. Trong nhóm vài vị đạo hữu đều cảm giác có khả năng này. Gần nhất dấu sao dây S công lực càng ngày càng thâm hậu, sự hiện hữu của hắn cảm giác cũng càng ngày càng thấp. Mọi người trước kia còn có thể nhớ kỹ một chút hắn đạo hiệu, nhưng hiện tại hoàn toàn nhớ không nổi một chữ. Ngoại trừ cửu châu nhất hào quần đạo hữu bên ngoài, Giang Nam Đại học thành mấy vị lão sư, học trò trong lòng cũng có loại cảm giác này. Luôn cảm giác lớp học của mình bên trong thiếu đi một sinh viên, nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nhớ không nổi thiếu là ai. Đang lúc cửu châu nhất hào quần, trong các đạo hữu đều nghị luận thời điểm, đột nhiên, tất cả trong nhóm đạo hữu lòng có nhận thấy. Mọi người tới tấp ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Loại này động tâm cảm giác là có huyền thánh hiển thánh. Là linh điệp tôn giả đi, hắn cùng thất tu tiền bối sức mạnh tương tự, hơn nữa cũng là không sai biệt lắm thời gian bế quan trùng kích huyền thánh cảnh giới. Tính toán thời gian, hắn cũng có thể hiển thánh, lệ chi tiên tử nói hoàng sơn chân quân bởi như vậy tính gộp thất tu thánh quân chúng ta cửu châu nhất hào quần trong thì có hai cái bát phẩm thánh quân thật đáng mừng hoàng sơn tiền bối người sao có thể quên thất sinh phù thánh quân đấy đông phương lục tiên tử nói thất sinh phù phủ chủ đừng nhắc lên ta à chuyện của ta mọi người cũng không phải không biết lại nói ta nhớ được mình là cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ độ kiếp nhưng cụ thể bên trên trải qua ta vậy mà nhớ không lớn rõ ràng đi ra, ồ, cái này hoàn cảnh có điểm gì là lạ a bắc Hà Tán Nhân nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn đến, hình ảnh cũng không phải ánh vàng rực rỡ thiên kiếp thế giới, mà là một mảnh tà khí, tràn đầy màu tím đen dơ bẩn khí tức ma kiếp thế giới. Cảm giác nơi này, như là cửu u đi, người nào đối với cửu u thế giới hiểu rõ điểm, hiến công cư sĩ lên tiếng hỏi. Hiến công cư sĩ ban đầu đang bế quan dưỡng thương, nhưng cái này sóng, nhân tiền hiển thánh, đưa hắn xù đi ra đây là ma kiếp thế giới không thể nghi ngờ ta nhớ được chúng ta đã từng tiến nhập qua ma kiếp thế giới vì nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo cùng thiên kiếp bom nguyên tử chuyện này tựa hồ dính đến biến mất vị kia thành viên hoàng sơn trân quân khẳng định nói cái này liền là cửu u mà tiền hiển thân đi tại sao phải hình chiếu đến hiện thế tới chẳng lẽ cửu u toàn diện xâm lấn hiện thế rồi hả hay hoặc là hiện thế cùng cửu u dung hợp lệ chi tiên tử hiếu kỳ nói ta càng hiếu kỳ chính là, rút cuộc là người nào tại hiển thánh, thất sinh phù phù chủ nói. Mà tiền hiển thân hình ảnh chậm rãi rõ ràng. Đầu tiên ánh vào mọi người trong mắt là một cái nửa người nửa rắn tiên tử. Lúc này, vị tiên tử này hai tay giơ lên cao, trong tay tế lấy một vật. Cái kia tựa hồ là một phương, con dấu, chỉ là hình ảnh còn không có phóng đại, thấy không rõ cái này, con dấu, là cái gì. Người sở hữu nhìn xem phương này, con dấu, thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng vọt lên một loại cảm giác quen thuộc. Mà tiền hiển thân, cảnh chậm rãi gần hơn. Tiếp đó, có một lớn tám nhỏ đầu, viễn cổ thánh viên, xuất hiện ở người sở hữu trước mắt. Những thứ này viễn cổ thánh viên trong tay bưng lấy giày đặc nho ra kinh, chúng nó mặc trên người nho bào, tản ra thư sinh khí chất. Thu giới thú tu, ta cái lau, cái này không phải chúng ta, thánh viên long lực thần công, ngừng tụ viễn cổ thánh viên sao? nhưng những thứ này thánh viên trên thân nho bảo cùng nho ra kinh thư là chuyện gì xảy ra? Thánh viên nhóm là tập thể quy y nho ra sao? Nho ra tu sĩ cũng là một mặt mộng bước nho ra cao tầng cũng nhận ra những cái kia, nho ra kinh văn đó là nho ra thối thể pháp, nho ra kim cương thân, đại thành sau đó mới có thể hiện ra hư ảnh. Thật lớn phô trương, cuồng đao tam lãng phát biểu nói nâng vị này, hiển thánh, đại lão phúc, hắn cùng tô thị A thất ở giữa luận bàn tạm dừng cảnh chuyển A chuyển, rốt cuộc chuyển đến chính chủ trên thân. Một vị đang mặc tê xuất quần đùi nam tử trẻ tuổi, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Cái này thân quần áo là tống thư hàng hiện tại còn lưu quần áo, lúc trước đều tại thiên kiếp bên trong thanh lý. Cái này tùy ý cách ăn mặc, khiến mọi người thoáng cái thích ứng không đến. Phía trên phô trương như vậy cho lực lượng, kết quả chính chủ ăn mặc như vậy tùy ý, đây là cố ý sao? Ồ, ta hoa mắt sao? đây là bá tống huyền thánh, mọi người rốt cuộc nhận ra vị này, mà tiền hiển thân, đại lão. Bởi vì tống thư hàng vẫn còn tấn chức huyền thánh về sau, thiên hạ không người không biết quân một năm hạn sử dụng. Người sở hữu chỉ cần theo dõi hắn nhìn, có thể phân biệt ra thân phận của hắn tới đây. Bá tống huyền thánh chạy đến cửu u độ ma kiếp rồi hả? Hơn nữa còn độ thành công, tại cửu u tấn chức bát phẩm thánh ma, cửu châu nhất hào quần bên trong thành viên một mặt mộng bức không chỉ có là trong nhóm thành viên, chư thiên vạn giới tu luyện giả cũng đều là một cái biểu lộ. Tuy rằng bởi vì thiên đạo phòng tối mọi người đối với bá tống huyền thánh ấn tượng bị yếu hóa đến mức tận cùng. Thế nhưng lúc trước, nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp, nội dung, mọi người cũng còn khắc sâu ấn tượng. Nhìn năm thứ nhất thánh, đã định trước bị ghi vào tu chân giới lịch sử, nhân vật, nhưng bây giờ chạy cửu u đi. Chẳng lẽ bá tống huyền thánh xa đọa rồi hả? bị ma hóa rồi hả? Tống Thư Hàng, ta nghĩ tới, bá Tống Huyền Thánh tục ra tên là Tống Thư Hàng, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết vấn đề này, ta trước kia nhận thức hắn. Diệt Phượng Công Tử nói, tại Tống Thư Hàng, mà tiền hiển thân, nháy mắt, Diệt Phượng Công Tử trong đầu, liên quan tới Tống Thư Hàng một chút trí nhớ, bị kích hoạt. Ta cũng nhớ ra rồi, bá đao Tống nhất Tống Thư Hàng. Lúc trước Bạch Hạc chân Quân giảng không có sai, hắn là chúng ta cửu châu nhất hào quần thành viên hắn chính là chúng ta trong trí như biến mất thành viên trong quần vậy hắn liền là a thất hậu bối tam lãng yêu thương sâu sắc đối tượng tâm tính thiện lương nhét nếu như hắn là chúng ta hậu bối vậy hắn đã bát phẩm cảnh giới khó trách chúng ta bị buộc chịu không được mỗi ngày nỗ lực tu luyện sẽ không tu luyện muốn mất mặt đến lui quần ta càng muốn biết chính là nếu như thư hàng đã là bá tống huyền thánh vậy hắn làm sao chạy đến cửu u thế giới, độ ma kiếp hiển thánh rồi hả? Không không không, các người chú ý điểm có vấn đề. Theo ta thấy, quan trọng nhất là, bá tống huyền thánh là như thế nào đạt được tam lãng tâm hồn thiếu nữ? Đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân nói. Hệ thống nhắc nhở, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Trân Quân bị quân chủ Hoàng Sơn chân Quân cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Coi như là nhân viên quản lý, ta cũng cấm ngôn cho ngươi xem. Hoàng Sơn Trân Quân nói so với hiện thế chưa thiên vạn giới thành viên cửu u thế giới tả ma nhóm càng là mộng bức nhân loại nghìn năm thứ nhất thánh bá tống huyền thánh làm sao chạy đến cửu u tới đây hiển thánh ma thể rồi hả tới cửa đá quán hay hoặc là bá tống huyền thánh là tiên ma song tu cường giả một bên tu tiên một bên tu cửu u ma đạo cái này đặc biệt mã chính là mấy trăm năm trước mô hình nhân vật chính kịch bản tiểu thuyết hiện tại không lưu hành loại nhân vật chính này a à, hỗn đản ma kiếp thế giới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bạch tiền bối, ta đã hết sức bày đủ phô trương. Như vậy, mà ấn, quyền lựa chọn có thể cho ta đi. Nhân tiền hiển thánh thời điểm, ngừng tụ thánh ấn thực lực của hắn chưa đủ, thánh ấn bên trên lời là ngẫu nhiên hình thành, dẫn đến hắn nhiều hơn, bá bá tống, ngoại hiệu. Hiện tại ma phía trước hiển thánh, ma ấn bên trên đạo hiệu, hắn nhất định phải từ bản thân tới đây khắc. Không có vấn đề, người chuẩn bị khắc cái gì đạo hiệu. Bạch tiền bối hỏi, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thư sơn cư sĩ á. Tống thư hàng nói, không có vấn đề, ta thay ngươi làm. Bạch tiền bối nói, một lát sau, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng. Mời đổi lại đạo hiệu. Trường 1366, vì tân huyền ma sinh ra dâng lên pháo mừng. Câu nói này trực tiếp tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, Ta là tại Ma Tiền Hiển Thân, mà không phải đang đùa trò chơi, đăng ký tài khoản. Chút nghiêm túc a, à, lòng trọng như vậy nơi. Đổi lại đạo hiệu, người cái này, Thư Sơn cư sĩ, quá đồ cổ, sớm đã bị trước kia Ma Tiền Hiển Thân cửu u bát phẩm tà ma cho chiếm dụng. Bạch Tiền bối nói. Tống thư hàng chịu trách nhiệm tại Ma Tiền Hiển Thân thời điểm bày cái lớn phô trương, hướng chư thiên vạn giới tuyên truyền một chút, cửu u thế giới, ma kiếp thế giới. Để báo đáp lại Bạch Tiền Bối hỗ trợ Tống Thư Hàng xác định đạo hiệu. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, Thư Sơn cư sĩ cái này đạo hiệu, nghe xong liền là nho ra hệ đạo hiệu đi, vì cái gì cửu U Tà Ma Đại Lão sẽ lấy dạng này tên. Bởi vì tương đối đẹp trai đi, Bạch Tiền Bối nói, luôn có người cảm giác lấy dạng này đạo hiệu sẽ lộ ra tương đối cái kia gì đó. Đúng rồi, là tương đối, phong cách Tây, vì vậy, cửu U lấy dạng này đạo hiệu Tà Ma số lượng không ít bọn hắn sẽ không sợ bởi vậy bị cửu u chúa tể ghét bỏ số mệnh đều không có sao tống thư hàng đạo hắn nhớ kỹ quả cầu kim loại lỏng thế nhưng là rất chán ghét nho ra a à. theo hận đen cùng phòng nguyên lý lấy nho ra đạo hiệu quả thực là tìm đường chết đi sẽ không lấy béo cầu tính cách loại này buồn nôn nho ra sự tình hắn vui mừng còn không kịp bạch tiền bối ha ha cười nói tống thư hàng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương nhét cái kia tầm đạo thư sinh đây Tống Thư Hàng lại nói. Ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dục, mời đổi lại đạo hiệu tiếp tục hiển thánh. Cái thanh âm này lại tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Liên tầm đạo thư sinh cũng bị chiếm được. Cửu U tà ma nhóm, suy nghĩ có hố đi. Các ngươi thường cách một đoạn thời gian liền đi đánh một lớp, nhau ra đánh nhau ra tại hiện thế đều không có sinh tồn không gian, điệu thấp làm người, cuối cùng đều đem đến kim liên thế giới, đi phát triển. Tại đây loại điều kiện tiên quyết, cửu u tà ma nhóm còn lấy lấy một cái, nho ra loại hình, đạo hiệu làm thời thượng hoàn toàn không thể giải thích vì sao suy nghĩ của bọn nó phương thức. Đừng nếm thử nho ra hệ đạo hiệu, người não động lớn hơn nữa, cũng so ra kém nhiều như vậy cửu u tà ma. Người có thể nghĩ đến nho ra đạo hiệu, có lẽ toàn bộ bị chiếm dụng. Đổi lại hệ A, bạch tiền bối nói. Tống thư hàng đang nhìn mình trước người ngưng tụ, mà ấn tâm nhét đến không cách nào hô hấp cùng một thời gian chư thiên vạn giới cửu u thế giới tất cả tu sĩ tà ma đều yên lặng nhìn xem đang tại ma tiền hiển thân bá tống huyền thánh ma ấn đã xuất hiện ở bá tống huyền thánh bên người đã lâu rồi cùng thánh ấn theo lý ma ấn cũng muốn tiến nhập xác định đạo hiệu khâu nhưng hiện tại ma ấn kể tại cái này khâu đã nửa ngày bá tống huyền thánh ma hiệu nhưng không có xuất hiện đến cùng chuyện gì xảy ra không hổ là, là người thứ nhất tại cửu u Hiện thế, đồng thời hiển thánh đại lão, nhìn năm đầu tiên thánh danh bất hư truyền. Các ngươi nói, bá tống huyền thánh ma hiệu sẽ là cái gì? Ma ấn cùng thánh ấn trái lại, cái kia ma hiệu cùng thánh hào có lẽ cũng sẽ trái lại. Thánh hào là bá tống, cái kia ma hiệu trái lại liền là tống bá. Chư thiên vạn giới cùng cửu u các nơi đều nghị luận. Cửu Châu nhất hào quần thành viên bên trong, Js cảm giác nhìn qua đỉnh đầu lần thứ hai hiển thánh bá tống huyền thánh đột nhiên có loại muốn khóc giống dục vọng cỡ nào xa xỉ cơ hội này nếu như có thể đưa hắn một lần thật tốt theo ta tấn trước thất phẩm tôn giả về sau cảm giác tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp tiếp tục như vậy còn chưa tới bát phẩm ta nói không chừng sẽ bị trong nhóm đạo hữu nhóm quên lãng Js lẩm bẩm nói Js vậy mà lặng lẽ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới thế nhưng cửu châu nhất hào quần trong người nào cũng không biết, người nào cũng không có chú ý. Tống thư hàng lần này lại là nhập cư trái phép tấn cấp, hắn như trước không cách nào chứng kiến, chư thiên vạn giới, cùng cửu u thế giới, soát đi lên nghị luận. Tại chính quy bát phẩm huyền thánh hoặc bát phẩm huyền ma hiển thánh, hiện thân lúc, chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới nghị luận sẽ giống như mưa đạn soát đi lên, hiện ra tại huyền thánh, huyền ma trước mặt có người đề nghị ngươi có cần phải tới cái, tống bá ta cảm giác trái lại hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng dùng sức lắc đầu, không, tuyệt đối không thể nhận. Hắn mới không cần bị người gọi thành tống bá, bá tâm mệt mỏi. Vậy ngươi nhanh lên, cho dù có ta nhúng tay hỗ trợ, người chọn đảo hiệu thời gian cũng có hạn chế. Mà tiền hiển thân sau còn có bước tiếp theo cấp tốc, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở nhìn ngươi ngẩn người bên trên bạch tiền bối thúc giục nói tống thư hàng nhào nặn huyệt thái dương đau khổ suy tư hai cái nho ra hệ đạo hiệu đều bị cửu u tà ma chiếm dụng bá đao tống nhất cái này đạo hiệu cũng không được bởi vì thánh hào đã là bá tống lại lấy cái mang bá đạo hiệu áp lực tâm lý lớn bá bá tống có một cái là đủ rồi bá bá đao liền miễn đi kim cương quân tử đao đã đưa tiểu thải thiện tâm tu sĩ cái này đạo hiệu trong lòng của hắn có cái ý tưởng thế nhưng phải xem tương lai có phải hay không cùng thú giới vị kia tiểu la lị hữu duyên, đợi định. Còn dư lại một đạo nhân, bạch kình đao khách bên trong, hắn chuẩn bị lưu lại một cái cho, sở sở. Dù sao, tiểu thải đều đưa cái, kim cương quân tử đao, đạo hiệu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sở sở là kiếm tu, bạch kình đao khách, cái này đạo hiệu coi như xong, cái kia đến lúc đó sở sở đạo hiệu liền từ. Mộc đạo nhân cùng hai cái nho ra hệ đạo hiệu bên trong rút ra một đạo nhân cũng trước lưu lại đi, ngộ nhỡ sở sở không thích nho ra hệ đạo hiệu, có thể có cái dự bị. Vì vậy, chỉ để lại, bạch kình đao khách sao? Tống Thư Hàng có chút không cam lòng. Bởi vì bạch kình đao khách phun nêm là, hoa hạ đổi thành sông lớn tỉnh Văn Châu thị bạch kình lộ đao khách. Cái này phong cách vẽ bóp méo đáng sợ, không đến không có lựa chọn, Tống Thư Hàng không muốn dùng cái này đạo hiệu. Bảy cái đạo hiệu đều nếu không, hắn còn có một cái, trình lâm, đạo hiệu thế nhưng cái này đạo hiệu, càng là trực tiếp PS rơi. Trình lâm đạo hiệu này lệch hướng nữ tính hóa đừng nói, hơn nữa trình lâm nữ đế tại viễn cổ thời đại kết quá nhiều, nhân. Nếu như hắn lựa chọn cái này đạo hiệu, cái kia tất cả, quả, cùng nồi đen, toàn bộ muốn từ hắn tới đây cóng. Nhanh lên, bạch tiền bối lại thúc giục nói. Tống thư hàng nhéo mi tâm nhanh chóng suy tư. Nếu như bảy cái đạo hiệu cũng không muốn dùng, trình lâm cái này đạo hiệu cũng không có thể dùng, như vậy chỉ có một lựa chọn bản thân lắp ráp một cái mới đạo hiệu đi ra thần kiếm tống nhất tống thư hàng lớn tiếng nói quyết định rồi chính là cái này đạo hiệu xác định liền cái này bạch tiền bối hỏi tống thư hàng xác định một lát sau ngài khỏe chứ ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng mời đổi lại đạo hiệu tiếp tục hiển thánh cái thanh âm này lại một lần nữa tại tống thư hàng trong đầu vang lên tống thư hàng người nào vô sỉ như vậy liền thần kiếm tống nhất dạng này đạo hiệu cũng muốn vượt lên trước đăng ký đã đến giờ lúc này bạch tiền bối nói tống thư hàng ha ha ta đã nói với ngươi thời gian có hạn kế tiếp muốn đi vào mà ấn ngẫu nhiên chọn lựa hình thức bạch tiền bối nói tống thư hàng nóng này bạch tiền bối ngài thế nhưng là cửu u chúa tể a một lần nữa cho ta một lần cơ hội coi như là cửu u chúa tể cũng không có khả năng chọn vẹn quy tắc. Tiền bối chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này hy vọng ngươi có thể ngẫu nhiên đến một cái hài lòng đạo hiệu. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng ánh mắt lập tức liền ẩm ướt. Sau một khắc, hắn, mà ấn, nổi lên phát hiện ra rất nhiều phù văn. Một đạo nhân, bạch kình đao khách, thiện tâm tu sĩ, trình lâm bốn cái lựa chọn. Liên, bá đao tống nhất, tuyển hạng đều không có xuất hiện những thứ này đạo hiệu chỉ có tống thư hàng bản thân có thể chứng kiến tại đạo hiệu chưa có xác định đi xuống lúc trước chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma chỉ có thể nhìn đến từng cái một sáng ngời phù văn cuối cùng vẫn còn muốn từ nơi này bốn cái đạo hiệu trong tuyển chọn sẽ không có càng nhiều lựa chọn sao tống thư hàng trong lòng không cam lòng phía trước ba cái khá tốt ngộ nhỡ chọn đến trình lâm sẽ chết người tựa hồ là cảm ứng được tâm niệm của hắn mà ấn bên trên đột nhiên lại nhiều hơn một cái lựa chọn nho thánh, nho thánh, cái này đạo hiệu sâu a, à, cái này đạo hiệu có thể sử dụng. mặt khác vì cái gì trên người hắn sẽ xuất hiện cái này đạo hiệu, chẳng lẽ là vì cái kia nho gia thánh nhân chi nhãn, mà ấn kiểm tra đo lường đến con mắt về sau, đem nho gia thánh nhân đại danh giản hóa một chút, biến thành nho thánh đạo hiệu. ta phải cái này, ta muốn cái này, tống thư hàng vội vàng nói tuy rằng cái này đạo hiệu lôi ra, có thể sẽ bị nho ra đè xuống đất cọ sát, nhưng so sánh với mặt khác bốn cái đạo hiệu tới đây, nho thánh quả nhiên đẹp trai nhất khí. Thánh ấn bên trên hào quang lóe lên, tiếp đó, năm cái đạo hiệu bắt đầu xoay tròn, liền theo lớn đĩa quay. Nho thánh, nho thánh, nho thánh, tống thư hàng lớn tiếng nói. Mấy cái lập lòe về sau, hình ảnh dừng lại. Cuối cùng xuất hiện ở thánh ấn bên trên chính là hai cái hào quang lóe lên phù văn, hai chữ. Không phải nho thánh liền là trình lâm. Tốt nhất đạo hiệu VS thảm nhất đạo hiệu. Tống thư hàng tim đập nhanh hơn. Đến cùng sẽ là cái nào kết quả. Thanh ấn bên trên, phù văn hào quang biến mất. Cuối cùng xuất hiện ở ma ấn bên trên chính là bá tống. Thiên hô vạn hoán kết quả rốt cuộc đi ra, là bá tống huyền ma. Tống thư hàng. Ni mã, lật bàn A. Vì cái gì một đạo nhân, bạch kình đao khách, thiện tâm tu sĩ, Trình Lâm, Nho Thánh năm cái đạo hiệu lớn đĩa quay chuyển tới cuối cùng tại sao sẽ xuất hiện Bá Tống tuyển hạng có tấm màn đen quy tắc ngầm thế nhưng cửu u đại lão bạch tiền bối là hắn hậu trường tại sao có thể có tấm màn đen loại khả năng này mặt khác hắn Thánh ấn đã là Bá Tống vì cái gì mà ấn cũng sẽ xuất hiện Bá Tống lựa chọn không phải nói tốt rồi đạo hiệu bị chiếm dụng không thể dùng sao? đang lúc hắn ý niệm trong đầu khẽ động thời điểm, mà ấn bên trên phủ văn lại xuất hiện biến hóa. Bá tống, tống, chữ biến mất. Tống chữ, bị thay thế đã thành, nho chữ. Bá nho hai chữ, thành hình, quyết định tống thư hàng ma hiệu. Nghìn năm đầu tiên thánh, bá tống huyền thánh, tại cửu u thế giới cường thế vượt qua ma kiếp, lại tại cửu u thế giới đúc xuống, bá nho huyền ma, uy danh. Giờ khắc này, bá nho huyền ma, uy danh, truyền khắp cửu u, truyền khắp chư thiên vạn giới. Cửu u thế giới trên bầu trời, có dị tượng sinh ra. Đây là vì, bá nho huyền ma, sinh ra dâng lên pháo mừng. Vì cái gì nhất định muốn thêm cái, bá chứ? Đem nho thánh đạo hiệu trả lại cho ta a. À. mươi 1367, bá nho chân lý. Luôn cảm giác có người tại nhầm vào ta. Nho ra hệ đạo hiệu bị chiếm còn chưa tính. Thần kiếm tống nhất cũng bị chiếm thì có điểm kỳ quặc cuối cùng thật vất vả soát cái, nho thánh tuyển hạng đi ra, cuối cùng lại vẫn biến thành bá nho. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn luôn cảm giác, thần kiếm Tống nhất, cái này anh Tuấn ma hiệu, nhất định là bị người đoạt đăng ký. Hơn nữa nói không chừng còn là quen thuộc hắn người, đoạt đăng ký cái này ma hiệu, vỡ nát huyễn tưởng kiếm thần của hắn. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Phía trước đạo hiệu đúng vậy xác thực bị cửu u tà ma chiếm được, về phần tại sao có tà ma sẽ lấy một cái, thần kiếm tống nhất, đạo hiệu, nói không chừng là vì tà ma liền kêu tống nhất, kia mà. Cái cuối cùng, nho thánh, tuyển hạng tại sao sẽ phát sinh biến hóa, rất đơn giản. Bởi vì có thể ghi khắc tại, mà ấn, bên trên đạo hiệu, ít nhất có đủ mấy cái điều kiện người trước kia dùng qua dạng này đạo hiệu, hoặc là người thật phù hợp dạng này đạo hiệu. Người cùng không sử dụng, nho thánh, đạo hiệu, hơn nữa bản thân người cùng, nho ra, xứng đôi độ cũng không cao. Người ma ấn đương nhiên thừa nhận không được, nho thánh cái này danh xưng Ma ấn cuối cùng sẽ tu chỉnh, ma hiệu cũng là bình thường. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời. Hơn nữa, nho thánh cái tên này sức nặng sao mà nặng. Tuy rằng không biết tống thư hàng ma ấn tại sao sẽ ngẫu nhiên ra dạng này, ma hiệu, thế nhưng đối với tống thư hàng mà nói, không có thừa nhận, nho thánh, đạo hiệu, ngược lại là chuyện tốt. Cùng, ngưng tụ thành ấn, ngưng tụ ma ấn, về sau, đồng dạng sẽ bổ sung, thiên hạ không người không biết quân, đặc hiệu, hiệu quả cũng là một năm. Nói cách khác, trong tương lai chừng một năm trong, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới tồn tại, chỉ cần nhìn chằm chằm vào tống thư hàng về sau, trong đầu liền sẽ hiển hiện hai cái danh xưng Vừa là, bá tống huyền thánh hai vì, bá nho huyền ma. Nếu có mù mịt chân tướng đạo hữu chứng kiến tống thư hàng một người treo hai cái bát phẩm danh hiệu thời điểm, có lẽ sẽ mộng bước rơi. Tốt rồi, đừng xoắn suýt, bá nho ít nhất cũng dẫn theo cái chữ nho, từ loại nào góc độ mà nói, hắn đã thỏa mãn ngươi, nho ra hệ đạo hiệu, nguyện vọng. Kế tiếp thật tốt chuẩn bị, huyền ma giảng pháp muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị tốt nói cái gì sao? Bạch tiền bối hỏi. Tống thư hàng vội nói ta chỉ là một vị tứ phẩm. a à, không đúng, ta bây giờ là ngũ phẩm, ta chỉ là một vị nho nhỏ ngũ phẩm linh hoàng. Huyền ma giảng pháp loại này cao lớn bên trên đồ vật, ta làm sao chuẩn bị a? À? vậy ngươi muốn xong huyền ma giảng pháp nếu như không vượt qua được kiểm tra lời nói sẽ có trừng phạt cùng thiên kiếp trong thế giới huyền thánh giảng pháp chất lượng không được sẽ có tâm ma kiếp hàng lâm là một cái đạo lý bạch tiền bối nói tống thư hàng tâm ma kiếp lời nói ta đã có công đức xà mỹ nhân công đức lực lượng có lẽ vậy là đủ rồi có thể ngăn ở đi ai nói với ngươi là tâm ma kiếp rồi hả nơi này là cửu u thế giới huyền ma giảng pháp nếu như giảng tốt có thể thu lấy được một cái cường lực huyền ma thiên phú. Nếu như giảng không tốt, trong tương lai trong một năm muốn thừa nhận 365 loại bất đồng thống khổ, mỗi ngày một loại, không mang theo lặp lại. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, đó là địa ngục đi. Thật tốt chuẩn bị một chút, liên quan tới vấn đề này ta không có biện pháp giúp ngươi. Nhiều nhất đến lúc đó ta vận dụng quyền hạn, chọn một chút ít thống khổ độ thoáng nhẹ một chút thống khổ, cho ngươi sống quá 365 ngày, bạch tiền bối nói đừng như vậy a à, bạch tiền bối người có thể ban thưởng ta một quyển sách huyền ma giảng pháp bản thảo a à. tống thư hàng vội vàng nói người chuẩn bị dùng bao nhiêu cái chuyện cười tới đây giao dịch mặt khác cảnh giới của ta bày ở nơi đây ta viết đi ra giảng pháp bản thảo ít nhất cũng là trường sinh giả cấp bậc người xác định người trả lên cái này tiền nhuận bút bạch tiền bối ha ha cười nói tống thư hàng hắn không dám hỏi muốn bao nhiêu cái chuyện cười mới có thể giao dịch, dù sao cái kia số lượng nhất định là hắn vĩnh viễn không đạt được số lượng. Người còn có 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian, bạch tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến tay trái mình, tổ vu chúc phúc, trong có một quyển sách huyền thánh giảng pháp bản thảo, vậy là hỏi hắn, bạch tiền bối, huyền thánh giảng pháp bản thảo, có thể làm sao? Cái kia muốn xem ngươi là loại nào loại hình, nếu như là quang minh hệ, thánh quang hệ, Phật gia, nho ra hệ giảng pháp bản thảo, tại huyền ma giảng pháp bên trên nói, người nhất định phải chết. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng nhãn tình sáng lên, là một quyển sách, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo, ta cảm giác sẽ rất thích hợp. Nghe tên coi như cũng được, đến lúc đó người bên trên thử một chút đi. Bạch tiền bối nói, tốt nhất người bây giờ trước xem kỹ bản thảo, chuẩn bị sẵn sàng. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, móc ra, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo, bắt đầu quan sát. Đây là một quyển sách mà đạo, hệ đại lão viết giảng pháp bản thảo, từ trong cho nhìn lên tương đối điên cuồng, cảm giác sẽ phải rất thích hợp, huyền ma giảng pháp. Vô cực ma tông bên trong, công tử hải chậm rãi đứng dậy, rất tốt, trạng thái hoàn mỹ, cái kia nguyền rủa đã bị ta triệt để áp chế, là lúc tấn cấp ngũ phẩm cảnh. Ở bên cạnh hắn, chính năng, An Chi Ma Quân đồng thời mở to mắt, tiếp cận 5 tháng bế quan chấm dứt, ba người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này, kiếm chỉ, bát long văn, cảnh giới. An Chi Ma Quân nói, chính năng yên lặng gật đầu, phải bát long văn, như vậy mới có trùng kích cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí chứng đạo trường sanh khả năng. Công tử Hải tin tưởng 10 phần nói, độ kiếp chi địa ta đã chọn xong, mọi sự đã chuẩn bị, đông phong tự chính mình thổi. Đang khi nói chuyện, ba vị này chấm dứt bế quan vô cực ma tông hạt giống đệ tử, lòng có nhận thấy ba người đồng thời ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại lại có đại lão nhân tiền hiển thánh gần nhất trong khoảng thời gian này hiển thánh đại lão rất nhiều a à, điều này đại biểu lấy một cái thời đại lớn đã đến gần mà bọn hắn cũng phải bắt cho được cơ hội không bị thời đại lớn thủy chiều thôn phệ mà là muốn hết sức trở thành đỉnh sóng bên trên một nhóm kia công tử hải ngẩng đầu nhìn về phía hư không về sau liền thấy được một cái phô trương hùng vĩ hình ảnh chín đầu viễn cổ thánh viên bưng lấy kinh thư thánh viên bên cạnh còn có một cái quen thuộc xà mỹ nhân chính hướng xuống một tấm trẻ tuổi hiền lành khuôn mặt xuất hiện ở công tử hải trong mắt nghìn năm đầu tiên thánh bá tống huyền thánh cửu u tân huyền ma bá nho huyền ma hai cái nhìn như hoàn toàn đối lập thân phận lúc này lại xuất hiện ở cùng là một người trên thân tiên ma song tu lại là hắn bá tống huyền thánh lại là hắn công tử hải sắc mặt trắng nhợt, yết hầu có chút phát ngọt, nhẹ nhẹ mùi máu tươi vọt lên. Lúc này, đang bế quan chỗ lại có một đạo, nhắn lại, vang lên. Hải sư đệ, người đã chấm dứt bế quan sao? Ta là cuồng phách ma quân, ta chỗ này có một cái tình báo mới nhất. Ta tự mình thăm dò qua, bá tống huyền thánh cảnh giới có cổ quái, hắn chân thực cảnh giới là tứ phẩm cảnh giới. Chờ ngươi tấn chức ngũ phẩm về sau, có thể nhẹ nhõm chiến hắn hắn không thành được tâm ma của ngươi, ngươi lớn có thể an tâm. Công tử Hải nghe đến đó, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không được phun ra. Ta tình nguyện, bá tống huyền thánh, là hồng trần lịch luyện tiền bối, lúc trước chỉ là trêu đùa hí lộng chúng ta, dạng này ta tốt có phấn đấu phấn đấu động lực. Công tử Hải một hồi cười thảm, ngũ phẩm cảnh giới sau tâm ma kiếp, bá tống cái tên này đã định trước sẽ trở thành tâm ma của hắn. Hải, ngươi không sao chứ, An Chi Ma Quân lo lắng hỏi. Yên tâm, ta thế nhưng là công tử Hải. Công tử Hải xóa đi khóe miệng tiên huyết, ta thừa nhận, liên quan tới bá tống sự tình là đối với ta lớn nhất đả kích. Thế nhưng, cái này đánh đập không được ta. Chúng ta lên, chúng ta. Ngũ phẩm gặp. Ngũ phẩm gặp, chính năng nhẹ nhàng mơn trớn bản thân trúc kiếm. Ngũ phẩm gặp, An Chi Ma Quân nói. Ba người độ kiếp thời điểm, đương nhiên muốn tách ra cùng một chỗ độ kiếp đây chính là tự tìm cái chết hành vi. 5 phút đồng hồ sau, chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma nhóm đều vỉnh tai, không hề trâu đầu ghé tai, không hề thảo luận. Bởi vì kế tiếp là bát phẩm đại lão phát phúc lợi thời gian. Đối với chư thiên vạn giới tu luyện giả mà nói, năm nay là hạnh phúc một năm. Chỉ là bát phẩm đại lão giảng pháp liền trọn vẹn 7 lần, trừ đi bị xóa tên, thường xa tử huyền thánh, dùng huyền thánh giảng pháp cơ hội tỏ tình bên ngoài mấy vị khác huyền thánh giảng pháp nội dung đều một cực bổng thiên nhai tử đạo trưởng giảng pháp nội dung muốn yếu một chút nhưng thắng tại thực dụng tính mạnh mẽ nhớ kỹ bá tống huyền thánh lần đầu tiên giảng pháp cái kia giảng pháp nội dung có kiếp tiên giảng pháp tiêu chuẩn chư thiên vạn giới tu luyện giả đều ngóng nhìn có cơ hội có thể nghe nữa bá tống huyền thánh kể một lần phương pháp không nghĩ tới cơ hội này thật xuất hiện bá tống huyền thánh bá nho huyền ma lần thứ hai giảng pháp. Lần này, bá nho huyền ma sẽ kể mấy thứ gì đó đây. Tốt chờ mong nha, chư thiên vạn giới tu luyện giả, thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí có chút ít uy tín lâu năm huyền thánh, kiếp tiên đều buông xuống trong tay mình sự tình, nhìn về phía tống thư hàng. Hy vọng lần này, bá nho huyền ma giảng pháp, có thể lại mang cho bọn hắn kinh hỉ để cho bọn họ suy luận, đạt được thu hoạch. Huyền ma giảng pháp, trong tấm hình, Tống Thư Hàng đạp bước xuất hiện. Giờ khắc này, hắn cảm giác được có ức hàng tỷ ánh mắt theo vũ trụ, chư thiên vạn giới bên trong truyền tới. Lần này ánh mắt so với lần trước, huyền thánh giảng pháp, thời điểm càng nhiều, lần này còn tăng thêm, cửu u thế giới, tà ma nhóm ánh mắt. Lần đầu lạ, lần hai quen. Lần thứ hai giảng pháp, Tống Thư Hàng một mặt chấn định. 5 phút đồng hồ thời gian, hắn đã đem, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo nhớ cho kỹ hiện tại chỉ chờ lên đài trang bức. Không đúng, là lên đài giảng pháp là được. Gieo mầm mống của ma trong đạo tâm. Tại tống thư hàng sau lưng, chín đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh vì chủ nhân tạo thế. Chúng nó bưng lấy kinh thư, bắt đầu im ắng niệm tụng. Công đức xà mỹ nhân bao phủ tống thư hàng, thánh ấn, ma ấn phù ở nàng hai bên, ba người vì tống thư hàng không ngừng soát lấy, bát phẩm đại lão, uy nghiêm. Tống thư hàng tại giảng pháp phía trước, nhắm mắt lại, não bổ, phần thiên hỏa diễm đao, bộc phát phía trước khí thế. Lần trước hắn dùng, trình lâm giảng pháp mô phỏng chính là trình lâm khí thế, chấn tràng diện. Lần này, đạo tâm trùng ma, nguyên chủ nhân hắn chưa thấy qua, cũng không biết muốn làm sao mô phỏng. Vì vậy, đành phải mượn xích tiêu tử tiền bối dùng một lát. Cái loại này phần thiên đao ý theo tống thư hàng trên thân hiện lên. Xích tiêu tử thế nhưng là trường sinh giả bên trong đều tính đứng đầu tồn tại, Tống Thư Hàng mô phỏng khí thế của hắn về sau, một loại huyền diệu khó giải thích, cao thâm mà chắc cảm giác lập tức liền đi ra. Đón lấy, hắn đưa tay kết pháp ấn, há miệng bắt đầu giảng thuật, đạo tâm trùng ma, phương pháp. Mới mở miệng lúc, Tống Thư Hàng khí thế trên người đột nhiên biến đổi, theo khí phách phần thiên su thế biến thành như ngọc quân tử khí chất. Bá nho, theo khí phách chuyển hóa làm nho ra quân tử khí chất, không chê vào đâu được chương 1368, bản thảo nhiều tùy hứng. Tống thư hàng mình cũng một mặt mộng bức. Hắn não bổ chính là, xích tiêu tử, hình tượng, kích hoạt phần thiên khí phách khí cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc hắn bắt đầu giảng pháp lúc, khí chất trên người rồi lại diễn biến thành nhau ra người khiêm tốn khí chất. Hắn chuẩn bị lấy khí phách trạng thái bài giảng, thế nhưng mới mở miệng, ngữ khí biến mềm nhún, khí phách không đứng dậy. Tại hắn trong khí hải đan điền, kình đan nhanh chóng du tẩu. Theo bị bạch tiền bối tăng thêm chín đạo long văn về sau, kình đan liền dị thường sinh động. Tại Tống Thư Hàng mở miệng nói ra câu đầu tiên, đạo tâm trùng ma, nội dung lúc, kình đan bên trên đạo thứ nhất long văn phát sáng. Đạo thứ nhất long văn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, vì Tống Thư Hàng gia tăng long văn. Đạo này long văn phát sáng về sau, Tống Thư Hàng sau lưng hình chiếu ra, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, hư ảnh. Uy nghiêm thánh thành, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Đây là một tòa thành nhỏ, tường thành, chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma một mặt nghi hoặc. Giảng pháp dị tượng, bá tống huyền thánh lần này giảng pháp mạnh như vậy, mới mở miệng trực tiếp liền đưa tới trong thiên địa dị tượng làm bạn. Chỉ sợ là so với lần trước cái kia giảng pháp càng mạnh hơn nữa giảng pháp. Tống thư hàng trong lòng thở dài, tuy rằng không biết mình kình đan đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Thế nhưng lần này giảng pháp còn muốn tiếp tục. Nếu như trạng thái đã không còn nữa khí phách, vậy dùng thư sinh phương thức, chậm rãi giảng giải, đạo tâm trùng ma, đi. Nghĩ như vậy lấy, Tống thư hàng bắt đầu không chậm không chậm giảng pháp. Mà trong cơ thể hắn, kinh đan bên trên đạo thứ hai Long văn phát sáng. Chín đầu viễn cổ thánh viên bưng lấy nhau ra kinh, xếp thành một loạt đứng ở Tống thư hàng sau lưng. Chính giữa cái kia thánh viên thể tích khổng lồ, tiếp đó hai bên đều bốn cái nhỏ hơn thánh viên. Cá voi văn bên trên, đạo thứ ba long văn sáng ngời. Công đức xà mỹ nhân thể tích biến lớn, hóa thành năm thước cao trái phải, bao phủ tống thư hàng cùng thánh viên nhóm. Cá voi văn bên trên, đạo thứ tư long văn sáng lên. Đồng dạng là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trung yên thánh kiếm, hình chiếu hiển hiện, 200 m cử kiếm chọc ở, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, bên cạnh. Nhiều như vậy dị tượng liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng, lần này giảng pháp nội dung, tựa hồ còn không có lần trước có chiều sâu như vậy a. À. Có uy tín lâu năm huyền thánh cùng kiếp tiên cấp cường giả, nhíu mày. Nếu như không phải nói chuyện phương pháp dị tượng lời nói, như vậy là, bá nho huyền ma, tại giảng pháp lúc, cùng trên người mình công pháp hoặc là pháp bảo đã tiến hành đồng cảm, sinh ra hình chiếu. Đạo tâm chủng ma, giảng pháp vẫn còn tiếp tục. Cái này quyển sách giảng pháp, nửa phần trước chiều sâu phổ thông. Trên thực tế, cái này bộ phận giảng pháp kinh điển nhất chỗ ở chỗ ma thiên, trùng ma thiên, quá trình, đó là thần lai chi bút, vẽ dòng điểm mắt chi tác. Tống thư hàng trong cơ thể, thứ 5, 6, 7, 8 đạo long văn lần lượt phát sáng. Cửu tu phượng hoàng đao hư ảnh, một cái con mắt thật to, chập trần sinh tư hoa sen, cùng với một cái mập cá voi hư ảnh, lần lượt xuất hiện ở tống thư hàng sau lưng. Cuối cùng, là đệ cửu long văn, chậm rãi sáng ngời dựng lên thứ chín long văn không có hiện ra bất kỳ vật gì hắn hiệu quả trực tiếp thể hiện tại tống thư hàng trên thân thể chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u thế giới tà ma nhóm chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên tiếp đó bọn hắn thấy được bản thân ngồi ở huyền ma giảng pháp trong tấm hình chính êm tai giảng pháp đây là có chuyện gì giảng pháp bá nhau huyền ma làm sao biến thành ta bộ dáng một ít tu vi thấp tu luyện giả một mặt mộng bức ta hiểu được, bá tống huyền thánh tại, giảng pháp lúc, còn đang ở hướng chúng ta ban ơn sâu một bộ cao thâm vô cùng pháp thuật. Pháp thuật kia, rất có thể cùng hắn, giảng pháp, nội dung có quan hệ. Đây là che giấu thải đàn, cũng có một ít cơ chí tu luyện giả, tà ma nhóm kịp phản ứng. Đã liền uy tín lâu năm huyền thánh, kiếp tiên cấp một tồn tại, cũng cao mày, cẩn thận nghiên cứu. Sức mạnh thấp, nhìn không ra pháp thuật này đặc thù nhưng sức mạnh đạt tới bọn hắn cảnh giới này về sau, đang nhìn đến cái này dị tượng hiệu quả thời điểm, bản năng cảm giác được hắn rất sâu. Bọn họ cảm ứng không có phạm sai lầm, dù sao đây là bạch tiền bối tự tay bố trí đồ vật. Ẩn chứa trong đó lấy, vượt qua trường sinh giả, thủ đoạn. Đây là chiếu dọi ra, chân ngã tới sao? Hiệu quả như vậy, không phải huyền thánh thủ đoạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một vị kiếp tiên lầm bẩm nói hắn nhìn chằm chằm vào trong tấm hình bá nho huyền ma, ý đồ giải trừ loại này, chân ngã chiếu giỏi, ảnh hưởng, nhưng hắn liên tiếp thi triển hơn 10 cái pháp thuật, đều không có hiệu quả, không cách nào phá giải, bá nho huyền ma, thi triển, chân ngã chiếu giỏi, pháp thuật hiệu quả. Thần hồ kỳ kỹ pháp thuật, bá tống huyền thánh không hổ là bá tống huyền thánh. Hắn giảng pháp như trước đặc sắc vô cùng, chỉ là chứng kiến cái này một loại chiếu dọi ra, ta, pháp thuật, liền đáng giá cửu châu nhất hào quần bên trong. Diệt phượng công tử, vị này bá nho huyền ma, thật là chúng ta trong nhóm thành viên. Loại thủ đoạn này, lợi hại quá mức. Tất cả mọi người có cùng hắn tương quan trí nhớ, nhất định là hắn không sai. Lệ chi tiên tử trả lời. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn lui tu, cái này quyển sách, giảng pháp, không đơn giản, giai đoạn trước ẩn chứa đại đạo trí giản ảo diệu. Mọi người đem phía trước nội dung một mực nhớ kỹ, ta có loại dự cảm, Hầu kỳ cái này quyển sách giảng pháp có thể sẽ có xoay ngược lại. Không muốn đem tất cả tinh lực đều chú ý tại bá nho huyền ma biểu hiện ra ngoài pháp thuật dị tượng bên trên. Cái này quyển sách giảng pháp rất đúng khẩu vị của ta. Tuy rằng đều tại diễn giải tâm phương diệt, nhưng luôn cảm giác trong đó ẩn chứa ma đạo chân ý. Đông phương lục tiên tử nói, nàng là một ma giáo thánh nữ, hiện tại càng là đã thành giáo chủ người được đề cử cuồng đao tứ lãng phát biểu nói ta hiện tại tương đối lo lắng một sự kiện yên tâm đi ta đã thay ngươi liên hệ rồi dược sư chờ ngươi bị a thất đánh thành sau khi trọng thương dược sư sẽ đi đón ngươi đi qua dương viết người đáng giá có được bắc hà tán nhân bình tĩnh nói cuồng đao tứ lãng sao ta lo lắng không phải việc này ta đang lo lắng chính là ta có không có đắc tội qua vị này hậu bối bá tống huyền thánh nếu như có hắn có thể hay không trả thù ta còn có, ta quên cái kia một cái nàng rút cuộc là người nào. Đang lúc mọi người trò chuyện cùng Bá Tống Huyền Thánh, có quan hệ sự tình thời điểm, đang tại Huyền Ma giảng pháp, trạng thái Tống thư hàng, đột nhiên dừng lại. Giảng pháp đến một nửa thời điểm, hắn lại đột nhiên tạm ngừng. Cũng không phải hắn quên mất bản thảo nội dung, mà là trong cơ thể hắn, Kình Đan sinh ra dị biến, trực tiếp đem ý thức của hắn cuốn vào. Vì vậy tống thư hàng giảng pháp bị cắt đứt. Trong đan điền, kình đan dùng một loại cùng loại, nội thị, phương thức, hướng tống thư hàng thể hiện rồi hắn bên trong một viên, kim đan. Một viên kim đan định đại đạo. Chính là loại này kim đan. Hồn nhiên thiên thành tự nhiên hình thành chỉnh thể, mượn mà, ở trên ẩn chứa từng đạo quy củ long văn. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tống thư hàng đếm lấy kình đan bên trong trên kim đan long văn. Tổng cộng cửu văn không phải bạch tiền bối hậu kỳ bổ sung đi cái kia Long Văn, mà là trời sinh Long Văn. Chín đạo Long Văn bên trong, trong đó có 8 đạo Long Văn tương đối thật nhỏ. Tiếp đó để cửu đạo Long Văn thể tích là vừa thô vừa to một ít. Tống Thư Hàng nhìn qua đạo này Long Văn lúc, trong lòng tự nhiên mà vậy liền lý giải hắn bản chất đây là linh quỷ diệp tư, vì hắn tăng cường một đạo Long Văn. Cái này tính là cái gì? Đan trong đan, đan trong cá voi, kình kim đan, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Càng trọng yếu chính là, viên này kim đan là lúc nào hình thành. Tại kình đan lúc trước, vẫn còn là kình đan sau đó. Ta đây đến cùng tính là cái gì tư chất. Viên này kim đan hiện tại mới hiện thân, rất có thể là mới vừa vặn ngưng tụ thành hình. Nói cách khác tư chất của ta có lẽ cùng bạch tiền bối, là không văn kim đan mới đúng. Cửu văn kim đan tuy rằng đẹp trai, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, cửu văn kim đan quá thường gặp. Không văn kim đan mới là vương đạo. Ừ, 18 văn kim đan nghe cũng rất có cảm giác. Vọng thiên, chờ chút, ta đang tại, mà tiền hiển thân, huyền ma giảng pháp, trạng thái. Sược hoàn, tống thư hàng ý thức theo, khí hải đan điền, bên trong rời khỏi. Huyền ma giảng pháp nếu như thất bại, sẽ có cả một năm thống khổ dày vò, hắn cũng không phải là run em mơ, không nghĩ mỗi ngày thừa nhận một loại thống khổ tra tấn, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới bên trong. Bá nho huyền ma là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dừng lại rồi hả? Mời tiếp tục giảng pháp A, bá tống huyền thánh, ta còn chờ phía dưới nội dung đây. Tuy rằng cái này quyển sách giảng pháp cảm giác có chút phổ thông, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, đập trước mặt sẽ đặc sắc. Bá tống thánh quân cố lên A, tiếp tục kể xuống dưới A. Bá nho huyền ma đây là ở kéo giảng pháp thời gian sao? Huyền ma giảng pháp thời gian có hạn, sẽ không nói, đừng trách chúng ta ném xoa bình nữa a. À. Cửu u tà ma quát. Tống thư hàng hít sâu, mở miệng chuẩn bị tiếp tục kể, Đạo tâm trùng ma bản thảo. Thế nhưng, giảng pháp bị liên tiếp phá hư về sau, tái mở miệng thời điểm, hắn giảng pháp trạng thái triệt để không còn. Cái này quyển sách, Đạo tâm trùng ma bản thảo, toàn bộ quyển sách đều tại hắn trong đầu, từng cái chữ đều ghi tạc trong lòng, giảng pháp nội dung hắn cũng đã lý giải nhưng hắn mở miệng thời điểm, lại trở thành cứng ngắc máy móc, hoàn toàn không có giảng pháp trạng thái. Tiếp tục như vậy nữa không được. Máy móc xuống dưới, cho dù là kể đến, vẽ rồng điểm mắt, trùng ma thiên, cũng không cách nào khiến cho cửu u thế giới cùng hiện thế đồng cảm. Tiếp tục như vậy nữa, giảng pháp sẽ thất bại. Ta có muốn hay không đổi lại bản thảo? Có muốn hay không hướng bạch tiền bối cầu cứu? Đang lúc Tống Thư Hàng trong đầu suy tư thời điểm, ở bên cạnh hắn có một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện. Là tạo hóa tiên tử. Tống Tích 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 bản thảo tạo hóa tiên tử đưa tay tại Tống Thư Hàng bên người vẽ một cái. Một cuốn chỉ có nàng, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, bản thảo xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Tạo hóa tiên tử, đây là cái gì bản thảo? Tống Thư Hàng trong lòng hỏi. Đạo tâm trùng ma, nói tiếp xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Có muốn thử một chút hay không tạo hóa tiên tử đưa lên bài viết lúc này, tạo hóa tiên tử đem bản thảo mở ra. Tống thư hàng giảng pháp lại dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào bài viết bên trên. Như thế nào là hiếu thuận, tống thư hàng thì thầm. Tại hắn đọc lên ba chữ kia thời điểm, đột nhiên tinh thần chấn động. Sau lưng, kình đan long văn thứ sáu long văn lấp lánh tỏa sáng. Tống thư hàng trên thân, tản mát ra nho môn đại nho khí tức. Như thế nào là yêu thương? Tống thư hàng ánh mắt bị bản thảo hấp dẫn, không tự chủ được tiếp tục đọc tiếp. Như thế nào là hiếu thuận? Như thế nào là yêu thương? Phối hợp thêm bá Tống Huyền Thánh lúc này đại nho khí tức, cái này hai tiếng đặt câu hỏi, thẳng hỏi lòng người. Không tốt, đây là nho môn giảng pháp bản thảo. Chương 1369, ta làm sao có thể làm dạng này lớn chết? Bạch Tiền Bối lúc trước liền nhắc nhở qua hắn đây là huyền ma giảng pháp giảng pháp lúc phải chú ý bản thảo. Một ít tại hiện thế có thể thu đến 32 cái tán giảng pháp bản thảo, đem đến cửu u thế giới lời nói, rồi lại chỉ có một con đường chết. Dù sao hai cái thế giới sinh vật không giống nhau, thuộc tính bất đồng, tư duy phương thức cũng hoàn toàn trái lại. Đặc biệt là Phật môn, nho ra, thánh quang một loạt, giảng pháp kéo đến cửu u thế giới mà nói, chỉ có bị vùi dập giữa chợ một con đường. Mà, tạo hóa tiên tử, lặng lẽ đưa lên giảng pháp bản thảo, đúng là, nho ra hệ, giảng pháp. Không thể giảng, ta làm sao có thể làm dạng này lớn chết. Tìm đường chết cũng muốn xem nơi, thời điểm này tam lãng bệnh tuyệt đối không thể phạm. Tống Thư Hàng lập tức đóng chặt miệng của mình, không hề niệm tụng cái này quyển sách giảng pháp. Cái này nho ra giảng pháp bản thảo vừa ra tới, giảng pháp kết quả nhất định là xoa bình một mảnh. Đến lúc đó cái kia 365 ngày hoa thức cha tấn bỏ chạy không được nữa còn là tiếp tục giảng ta, đạo tâm trùng ma, đi, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Khụ, hắn hắng giọng một cái, kế tiếp chúng ta tiếp tục giảng giải, xây dựng đạo tâm, sau đó, xác lập ma ý, quyển sách. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u thế giới tà ma. Vừa rồi bá nho huyền ma thẳng vấn tâm linh hai câu, như thế nào là hiếu thuận, như thế nào là yêu thương, sau đó, mọi người chính đang mong đợi bên dưới, trực giác nói cho bọn hắn biết, Phía sau văn sẽ rất đặc sắc. Không nghĩ tới, bá nho huyền ma ý một chuyến, lại quay lại lúc trước giảng pháp nội dung đi. Ta váy liền áo đều cởi, ngươi liền cho ta nghe cái này. Chư thiên vạn giới, cửu u thế giới lập tức bùng nổ, các loại nghị luận. Nhưng tống thư hàng là giả bát phẩm huyền thánh, căn bản không cách nào chứng kiến mưa đạn, không biết chư thiên vạn tu sĩ cùng cửu u thế giới tà ma đã bùng nổ hắn tiếp tục mở miệng giảng giải, đạo tâm chủng ma, thiên thứ hai, xác lập ma ý. Ước chừng nói năm sáu câu phía sau. Tống Thư Hàng đột nhiên ngáp một cái, mệt mỏi nước mắt tràn mi mà ra. Từng đợt buồn ngủ không ngừng vọt lên. Hắn thật rất mệt a, à, hơn nữa là thể xác và tinh thần đều mệt. Ngoại giới thời gian tuy rằng thoáng cái nhảy tới 10 tháng một ngày, nhưng Tống Thư Hàng nhưng là theo, đậu đậu hôn lễ, mở màn thời điểm, mà bắt đầu bận rộn, vẫn bận rộn đến bây giờ. Đậu đậu hôn lễ lúc bắt đầu, hắn, Phúc Nhu Tử, A Thập Lục ý thức cùng đậu đậu tiến hành hoán đổi. Trên nửa đường lại gặp gỡ đậu đậu bị cướp cô dâu sự kiện. Tiếp đó đại chiến hỏa diễm trị đồng ngụy Thần, tham dự tam thập tam thú thần tông VS ngụy Thần chiến đấu, khiến rất nhiều ngụy Thần mang thai, bị giam thiên đạo phòng tối, tại thiên đạo phòng tối bên trong các loại giày vò, lại mấy lần bị vân tước tử kéo vào, thiên kiếp thế giới, dày vò, gom góp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu luyện chế pháp khí, bị kéo vào, ma kiếp thế giới, độ ma kiếp. Lắp ráp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhân 2, bản thể cùng phục sinh thể một lần bị ép khô, chính diện cứng rắn bát phẩm ma kiếp, vượt qua bát phẩm ma kiếp, bắt đầu, ma tiền hiển thân lại bắt đầu, huyền ma giảng pháp. Coi như là làm bằng sắt thân thể, cũng có chút không chịu đựng nổi tu chân mệt mỏi như chó. Không đúng, lúc một người cảm giác mình mệt mỏi như chó thời điểm, kỳ thật cái này hoàn toàn là ảo giác. Bởi vì, chó đang sống cũng không có giống như người mệt mỏi như vậy. Tống thư hàng bây giờ là so với chó còn mệt mỏi. Bằng hắn ngũ phẩm thể chất, sống đến bây giờ đã là kỳ thích. Hơn nữa hắn hiện tại giảng pháp không có trạng thái, trên tinh thần ở vào uể oải không phấn chấn hình dáng. Lại thêm lại là máy móc đọc lời kịch, buồn ngủ càng ngày càng trầm, ngăn cản cũng dừng không được. Ngáp một cái về sau, trong lòng của hắn cũng ý đổ phấn chấn tinh thần lên. Thế nhưng, trong lòng của hắn muốn tùy nguyện ý tỉnh lại, nhục thân rồi lại mềm yếu rồi. Ngáp một người tiếc một người, hoàn toàn ngăn không được. Thì cứ như vậy, tại huyền ma giảng pháp, loại này cấp thế giới đại sự kiện bên trong, tống thư hàng liên tiếp bốn cái ngáp về sau, nghẹo đầu, đã ngủ. Bá tống huyền ma ngủ rồi hơn nữa ngủ có thể thơm tại chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới ức hàng tỷ con mắt nhìn chăm chú hắn thì cứ như vậy hạnh phúc đã ngủ làm cho người hít thở không thông hàng tỷ người online thưởng thức bá tống huyền thánh bá nho huyền ma trực tiếp ngủ hình ảnh chư thiên vạn giới cửu u thế giới một mảnh yên tĩnh tiếp đó lại một lần bùng nổ bá nho huyền ma làm sao vậy đã chết rồi sao không có khả năng lúc trước hắn còn vui vẻ ta cảm giác bá tống huyền thánh tựa hồ là ngủ rồi không thể nào thời điểm này làm sao sẽ ngủ biên rồi sao giảng pháp trong quá trình cũng có thể ngủ trước kia huyền thánh giảng pháp lúc có xuất hiện qua những chuyện tương tự sao có hay không có huyền thánh tại giảng pháp thời điểm ngủ ta chỉ nhớ kỹ lúc trước thường viễn tử huyền thánh dùng huyền thánh giảng pháp cơ hội hướng biệt viết tiên cơ tỏ tình giống như bá tống huyền thánh dạng này trực tiếp ngủ ta còn là lần đầu tiên chứng kiến. Năm nay huyền thánh nhóm một cái so với một cái có tính cách, có tỏ tình, có ngủ. Không biết còn sẽ có cái gì trò gian trá. Bá tống huyền thánh lần đầu tiên giảng pháp còn là rất cho lực lược, lần này là huyền ma giảng pháp trạng thái, vì vậy chiến lược có biến. Xoa bình, xoa bình, giảng pháp sau khi kết thúc, nhất định phải cho xoa bình. Cửu U Tà Ma nói. Đồng thời, tại tống thư hàng ngủ rồi về sau, hắn, kình đan, hình chiếu đi ra dị tượng cũng bắt đầu biến mất. Mọi người trong mắt ta lại biến trở về bá tống. Điều này làm cho một ít uy tín lâu năm huyền thánh, kiếp tiên cũng đã mất đi nghiên cứu hứng thú. Bạch tiền bối. Tống thư hàng lúc nào cũng có thể lần lượt đổi mới bạch tiền bối đối với hắn ấn tượng. Trọng yếu như vậy nơi, hắn cũng dám ngủ. Không chỉ dám, hắn còn ngủ rất thơm. Hiện tại, coi như là tại hắn sau lưng công đức xà mỹ nhân, viễn cổ thánh viên hư ảnh, tạo hóa tiên tử dốc sức liều mạng thay hắn giữ thể diệt, đều nhịn không được. Bạch tiền bối hạ quyết tâm, đến lúc đó 365 loại hình phạt, toàn bộ trọn tàn khốc nhất bên trên. Huyền ma giảng pháp, là địa bàn của hắn, muốn biết rõ hắn là cửu u chúa tể. Tống thư hàng quả thực không cho mặt mũi. Hắn muốn cho tống thư hàng trong tương lai một năm thời gian, cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc, khiến ngủ triệt để trở thành tống thư hàng hy vọng xa vời tống thư hàng chìm vào giấc ngủ thể xác và tinh thần đều được đến buông lỏng thể xác và tinh thần mỏi mệt trong lúc ngủ đạt được khôi phục cũng không biết trải qua bao lâu hắn mở mắt lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện mình chính ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn có bốn cái lư hương sương mù lượn lờ ta đây là ở đâu ta làm sao ngủ trôi qua đúng rồi chờ chút ta tại huyền ma giảng pháp bên trong a nằm thảo 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 ta tại giảng pháp trong quá trình ngủ trôi qua chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét. Tại, giảng Pháp, trong quá trình ngủ say, chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới, không có vị nào bát phẩm đại lão dám làm như vậy. Ta giảng Pháp kết thúc sao? Huyền ma giảng Pháp kết thúc sao? Ta đây sao là chết chắc? 365 loại mỗi ngày bất đồng tra tấn, muốn tới phút cuối cùng. Tống Thư Hàng vội vàng chuẩn bị đứng lên, ý đồ liên hệ bạch tiền bối nhưng lúc hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, rồi lại phát hiện thân thể của mình kéo dài tuyến không chút sức mẻ. Không phải cha tấn đã tới đi. Tống Thư Hàng trong lòng một hồi bất an. Đang lúc lúc này, phía trước cửa điện bị đẩy ra. Sau đó, có một đạo thân ảnh bước vào đại điện. Đó là một vị thân thể trong ngoài thấu triệt, toàn thân như lưu ly thư sinh. Lão sư là bắt đầu giảng pháp, người còn không qua sao. Lưu ly thư sinh mỉm cười nói liền sư huynh người tới gọi ta á. Tống Thư Hàng phát hiện mình mở miệng nói chuyện, là ngọt ngào thanh âm cô gái, thanh âm vui tai, mở miệng nói chuyện giống như tại ca hát. Nhập mộng. Tống Thư Hàng lập tức hiểu được, bản thân lại nhập mộng. Hơn nữa, đối ứng lúc này cảnh, hắn rất nhanh suy đoán ra lần này nhập mộng đối tượng. Là, tạo hóa tiên tử. Trước mắt vị này thân thể trong ngoài thấu triệt thư sinh. Là nho ra thánh nhân tỏa hạ 13 kiếp tiên bên trong lưu ly thư sinh. Liên là mượn tống thư hàng số một linh quỷ cái vị kia. Như vậy, trong miệng hắn lão sư giảng pháp, tự nhiên là, nhau ra thánh nhân, là giảng pháp. Tạo hóa tiên tử nhảy xuống, cười hì hì rơi vào lưu ly thư sinh bên người. Lưu ly thư sinh cưng chiều đưa tay, tại trên đầu nàng sờ lên. Sau đó, hai người hợp lực mà đi, hướng nơi xa đại điện đi. Trong đại điện, thánh nhân tòa hạ còn lại, 13 kiếp tiên, đã đến đồng thời hơn nữa còn có mấy vị trẻ tuổi nam nữ. Nho gia thánh nhân thu nhận đệ tử cũng không chỉ là 13 kiếp tiên, cũng có một ít không có thành tựu kiếp tiên vị đệ tử. Lưu Ly Thư sinh cùng tạo hóa tiên tử tiến nhập đại điện về sau, nhẹ nhàng đi vào thuộc về vị trí của mình, ngồi xếp bằng xuống. Giảng pháp đàn ngồi lấy, đúng là vị kia, một đời quá mức sâu, nho gia thánh nhân. Thánh nhân khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn phía dưới đệ tử, mọi người đến đông đủ, như vậy hôm nay giảng pháp bắt đầu. Đạo tử, người chịu trách nhiệm ghi chép. Sư tôn hôm nay là giảng gì đầu đề? 13 kiếp tiên đứng đầu, đạo tử tôn kính mà hỏi. Hôm nay là giảng nội dung là chỉ hiếu. Nho gia thánh nhân mỉm cười. Nghiên cứu hiếu thuận. Nho gia thánh nhân lúc này là trung niên bộ dáng bề ngoài, lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể duy trì càng trẻ tuổi hình thái. Nhưng bởi vì làm gương sáng cho người khác nguyên nhân, cuối cùng đem hắn hình tượng của mình cố định tại trung niên trạng thái. Thánh nhân mỉm cười, tại các đệ tử của hắn trong mắt xem ra là hòa ái dễ gần. Nhưng Tống Thư Hàng đang nghe, chỉ hiếu, hai chữ về sau, chỉ cảm thấy phần bụng ẩn ẩn đau xót. Đồng thời, hắn dường như thấy được nho ra thánh nhân mắt trái bên trong, tản ra tà tả ác hào quang. Chỉ hiếu, không phải cái kia một quyển sách đi. Như thế nào là hiếu thuận? Như thế nào là yêu thương? Nho ra thánh nhân bắt đầu giảng pháp về sau, liên tiếp hai vấn đề. Thánh nhân phát biểu, mỗi một câu đều có thiên địa dị tượng lực lượng lẫn nhau đi theo. Hắn đặt câu hỏi, thẳng hỏi lòng người. Đây không phải, tạo hóa tiên tử, cho ta đưa lên giảng pháp bản thảo bắt đầu sao? Lúc ấy tạo hóa tiên tử cho ta cũng là, chỉ hiếu quyển sách giảng pháp. Thế nhưng cái kia giảng pháp, là có bản quyền A. Bản quyền trở về nho ra thánh nhân tất cả, hơn nữa thánh nhân từng tại, nho môn, bên trong nói qua. Dạng này có bản quyền giảng pháp, là không thể lấy ra, Huyền Thánh giảng pháp hoặc Huyền Ma giảng pháp a. À. Mà lúc này, nho gia thánh nhân lại mở miệng nói, như thế nào là tình thương của mẹ? Quả nhiên là đây là một thiên. Vậy kế tiếp, liền là thánh nhân khiến các đệ tử của mình đều ân cần một phen, 10 tháng hoài thai, cùng với dài đến nửa canh giờ, sinh nở, nỗi khổ rồi a. À. Tạo hóa tiên tử lúc ấy cũng khẳng định tại hoài thai trong hàng ngũ. Ta hiện tại liền phụ thân vào tạo hóa tiên tử trên thân cảm động lây. Tống thư hàng lập tức luống cuống, hắn đã dùng thân nam nhi thể nghiệm qua cái này tư vị, hiện tại chẳng lẽ còn muốn dùng thân nữ nhi lại thể nghiệm một lần. Mà cùng thời khắc đó, huyền ma giảng pháp trong trạng thái. Cúi thấp đầu Tống thư hàng, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào là tình thương của mẹ? Chương 1370, mang thai, kinh đan. Đây là cái gì thao tác? Trong mộng giảng pháp chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới lại một lần nữa nổ. Bá nho huyền ma lần này giảng pháp, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Lúc đoàn người cho là hắn giảng pháp nội dung có chút phổ thông thời điểm, bá nho huyền ma mở ra một cái cao thâm mặt chắc, pháp thuật hiệu quả liền kiếp tiên đều trầm mê ở pháp thuật hiệu quả bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lúc đoàn người cho rằng bá tống huyền thánh muốn dùng lời nói và việc làm đều mẫu mực, tự thể nghiệm phương thức giảng pháp thời điểm, bá nho huyền ma lại đột nhiên dùng uy nghiêm, thẳng hỏi lòng người phương pháp chọc vào hỏi như thế nào là hiếu thuận như thế nào là yêu thương vấn đề hấp dẫn chú ý của mọi người làm cho người ta không thể chờ đợi được muốn nghe bên dưới nhưng ngay sau đó bá nho huyền ma lại đột nhiên đổi trở lại nguyên lai like cái kia một bộ giảng pháp chư thiên vạn giới tu sĩ cùng cửu u tà ma nhóm cũng liền nhịn dù sao cũng là khó được bát phẩm giảng pháp có thể bá nho huyền ma không có giảng vài câu liền một mặt hạnh phúc biểu lộ đã ngủ trong khoảnh khắc đó, chư thiên vạn giới cùng cửu u giới lật bàn người không biết có bao nhiêu tâm tính thiện lương mệt mỏi cuối cùng lúc cửu u giới huyền ma chuẩn bị cho bá nho huyền ma giảng pháp đánh cái màu đỏ to lớn xoa bình thời điểm bá nho huyền ma lại mở miệng trình diễn cao siêu trong mộng giảng pháp kỹ năng hơn nữa lúc bá nho huyền ma mới mở miệng lúc hắn khí chất trên người rồi lại biến áp bách rõ ràng là cúi thấp đầu đang ngủ nhưng chư thiên vạn giới tu sĩ cùng cửu u tám ma lại không ai dám cào nhau. Người sở hữu cơ hồ là theo bản năng ngồi thẳng thân thể, bảo trì nhu thuận tư thế, cùng không tự chủ được đem ánh mắt ném hướng bá nho huyền ma, vỉnh tai tới đây lắng nghe giảng pháp. Loại cảm giác này, giống như là thời cổ đại, đám học sinh thấy được uy nghiêm lão sư tiến đến. Cha mẹ mỗi người, là người gốc rễ. Hôm nay đã nói đầu đề là chỉ hiếu, tình thương của mẹ. Mẹ hiền yêu con, không vì báo đáp. 9 tháng 10 ngày, Sinh hài nhi bé bỏng. Cúi thấp đầu Tống thư hàng, trong miệng không chậm không ngắt quãng bắt đầu giảng pháp quá trình. Hắn mỗi một câu đều kéo thiên địa dị tượng, lại có chính khí hướng hắn hội tụ, tăng cường hắn uy nghiêm. Tống thư hàng lúc này đã nói, chỉ là rất phổ thông, hiếu thuận, nội dung. Thế nhưng, chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma, không có một cái dám không nghe. Tất cả tu sĩ, tà ma đều đoan đoan tránh tránh ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng không nói được lời nào. Mười tháng hoài thai ân trọng, ba đời báo đáp nhẹ. Mười tháng hoài thai, sinh nở núi khổ, chư vị học sinh, có thể tự thể nghiệm một phen. Đang khi nói chuyện, tống thư hàng sau lưng, kình đan bên trên, con mắt, đan văn lần nữa phát sáng. Này đan văn đại biểu cho chính là, nho ra thánh nhân chi nhãn. Hắn lần nữa đem, hình chiếu, đưa vào tống thư hàng sau lưng. Tại hình chiếu xuất hiện đồng thời, một viên con mắt đồng dạng theo tống thư hàng trên thân bay ra, đưa vào hình chiếu trong tấm hình. Đúng là cái kia miếng, nhau ra thánh nhân chi nhãn, bản thể. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u thế giới tà ma nhóm, một mặt nghi hoặc. Mà tại ma kiếp thế giới cách đó không xa. Tiểu hào vân tức tử, này uy uy, nói đùa sao, thư hàng tiểu hữu không phải là muốn tại huyền ma giảng pháp thời điểm, dùng một chiêu kia đi. Cái này quá tìm đường chết như vậy tìm đường chết sự tình, tốt kích thích, ta đều không nghĩ tới. Vân Tước Tử kích động nắm chặt nắm đấm. Nàng, bát phẩm huyền thánh kiếp, lại bị đá cắt đứt, hiện tại nàng tiểu hào như cũ là thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nói cách khác, nàng còn có thể tiếp tục vui sướng cùng thiên kiếp thế giới chơi đùa. Chờ Tống thư hàng tiểu hữu giảng pháp sau khi kết thúc, nàng có thể hướng hắn mượn, nhao ra thánh nhân chi nhãn. Lần sau đợi nàng trải qua kiếp sau, chư thiên vạn giới huyền thánh giảng pháp giảng đến cuối cùng thời điểm, nàng có thể mãnh liệt tế ra, nho ra thánh nhân chi nhãn khiến chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm lần thứ hai mang thai. Ngẫm lại cũng cảm giác đặc biệt kích thích. Vân tước tử cảm giác trong cơ thể mình tìm đường chết lực lượng đã sôi trào lên, ức chế không nổi. Xích tiêu kiếm, vọng thiên, dược hoàn. Nhập mộng trong trạng thái. Nho ra thánh nhân cùng ngoại giới tống thư hàng đồng bộ, 10 tháng hoài thai, sinh nở nỗi khổ. Chư vị học sinh, có thể tự thể nghiệm một phen. Tới, một màn đáng sợ này cuối cùng vẫn còn muốn tới. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Thời điểm này, hắn cỡ nào hy vọng bản thân có thể không có, nhập mộng cái này quỷ dị thiên phú. Sư Tôn, 10 tháng mang thai loại chuyện này, chúng ta phải như thế nào thể nghiệm? Chịu trách nhiệm ghi chép đạo tử nghi ngờ nói. Đạo tử tiền bối, nhanh im ngay a à, không muốn hỏi lại đi xuống. Tống Thư Hàng trong lòng kêu to đáng tiếc hắn không cách nào phát ra tiếng, cũng không cách nào nhắc nhở tử. Vi sư nghiên cứu ra một loại pháp thuật, cùng đem hắn ghi khắc đến trong con mắt. Pháp thuật này, tên là, nhìn là mang thai, nhìn xem ánh mắt của ta, nho ra thánh nhân nói khẽ. Thánh nhân thanh âm nhu hòa, nhưng mang theo một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Ở đây tất cả học trò, bao gồm tống thư hàng nhập vào thân, tạo hóa tiên tử không tự chủ được đem ánh mắt ném hướng lão sư con mắt nhìn xem ánh mắt của ta ngoại giới, Tống Thư Hàng cùng nho ra thánh nhân đồng bộ nói. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma nhóm, không tự chủ được đem ánh mắt ném hướng Tống Thư Hàng sau lưng cái kia, nho ra thánh nhân chi nhãn, hình chiếu. Tại tất cả học trò nhìn qua nho ra thánh nhân con mắt thời điểm, thánh nhân trong ánh mắt bắn ra quỷ dị ánh sáng. Cỡ nào quỷ dị hào quang? Quỷ dị đến căn bản không cách nào miêu tả đạo này quỷ dị hào quang, đến cùng đại biểu cho cái gì? Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên đại biểu cho mang thai á. Không tống thư hàng phát ra rên gì. Thế nhưng, khống chế thân thể chính là tạo hóa tiên tử nhập vào thân trạng thái tống thư hàng chỉ có thể thừa nhận, không cách nào sửa đổi, nhập mộng, nội dung cốt truyện. Chúc mừng người chơi tống thư hàng, lần thứ hai bị, nhìn là mang thai, đánh chúng, đạt được 10 giây 10 tháng mang thai thể nghiệm, đạt được cấp viếp nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ thể nghiệm. Nhưng mà, lần này thể nghiệm cùng lần trước bất đồng. Lần trước là thân nam nhi, lúc này tống thư hàng nhưng là lấy tạo hóa tiên tử, thân nữ nhi, tới đây thể nghiệm mang thai cùng sinh nở nỗi khổ. Loại cảm giác này, đối với tống thư hàng mà nói, quả thực quỷ dị đến không cách nào hình dung. Nhưng mà, hai giây phía sau, ồ, không đau, tống thư hàng đột nhiên phát hiện, bản thân cùng tạo hóa tiên tử ở giữa liên hệ ngăn ra. Tạo hóa tiên tử bụng thổi hơi phát triển lớn, mà Tống Thư Hàng cũng không có cảm giác được khác thường. Kỳ quái, Tống Thư Hàng lầm bẩm nói. Trước kia nhập mộng thời điểm, nhập mộng đối tượng trải qua sự tình, vô luận rất xấu, hắn đều bản thân thể nghiệm một lần. Bao gồm thông nương dài dòng buồn chán hành sinh, sở sở bị người trong ngực ôm muội sát. Vân vân. Mà lần này, tạo hóa tiên tử bị, nhìn là mang thai, đánh chúng, hắn lại chỉ thể nghiệm một giây không đến, đến tiếp sau rồi lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ là ta, nhập mộng thiên phú, thăng cấp, có thể đoạn tuyệt một ít tương đối ác liệt thể nghiệm rồi hả? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồng nhất lúc, huyền ma giảng pháp trong trạng thái. Tống Thư Hàng sau lưng, nhau ra thánh nhân chi nhãn bộc phát ra quỷ dị hào quang. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận yêu ma quỷ, vô luận thực vật thạch đầu, Vô luận là người không phải người, toàn bộ bị, nho ra thánh nhân chi nhãn, hào quang bắn chúng. Tại, nhìn là mang thai, phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Trừ phi ngươi đã mang thai. Bá nho huyền ma hướng người sở hữu gửi đi, nhìn là mang thai, văn bản tài liệu, có hay không tiếp thu. Yes, no. Cùng ngày thường phóng ra, nhìn là mang thai, bất đồng, ở vào, huyền ma giảng pháp, hình thức bên trong, nho ra thánh nhân chi nhãn nhìn là mang thai, bị giảng pháp trạng thái gia trì, uy lực đại tăng. Sĩ vãng một lớp nhiều nhất làm trên ngàn người mang thai, nhìn là mang thai tại giảng pháp hình thức pháp tác lực lượng gia trì xuống, uy lực vô cùng to lớn hóa. Sau một khắc, tất cả ngẩng đầu nhìn về phía, nhau ra thánh nhân chi nhãn, tồn tại, bụng dưới thổi hơi bành trướng. Một giây căng một vòng, 10 giây có thể hoàn thành 10 tháng mang thai toàn bộ quá trình. Tiện lợi mức độ vượt quá tưởng tượng. Nhìn, mang thai chính là như vậy đơn giản Người còn cho rằng dắt cái tay liền mang thai rất có được hay không đã sớm lạc hậu á hơn nữa còn là tứ chi tiếp xúc nhiều phiền toái nho ra thánh nhân nhìn là mang thai chỉ cần một ánh mắt có thể cho ngươi mang thai còn do dự cái gì chạy nhanh ngẩng đầu tiếp nhận thánh nhân yêu thương ánh mắt tẩy lễ đi a a a đây là có chuyện gì bụng bụng tải biến lớn ta là nam a bá nho huyền ma Người có phải hay không lầm cái gì? Cái này thần thánh trong ánh mắt quỷ dị hào quang, đại biểu cho cái gì hàm ý. Trong này, nhất định có 800 chữ thâm ảo nội dung, đáng giá ta đi nghiên cứu, phân tích. Nhưng ở trước đó, ta cũng cần trước hoài thai. Ồ, cái này là mang thai cảm giác sao? Tốt đáng yêu. Hỗn đản, lão nương vừa sanh xong không lâu, lại tới. Chết đi a à. Tất 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 tất. Xoẹt. Không được, uy nghiêm sư phụ đột nhiên mang thai, nhìn qua tốt đáng yêu. Đương nhiên, chúng ta cũng cùng một chỗ mang thai, đau nhức đau nhức đau nhức. Ta cùng đạo lữ tại trong lúc song tu a, à, hỗn đản. Dừng tay, mau dừng tay a, à. ta sư muội nàng vẫn còn con nít. Dừng tay, ta sư đệ vẫn còn con nít. Dừng tay a, à, sư phụ ta vẫn còn con nít. Ha 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 ha, Hoàng Sơn đại ngốc cũng mang thai, ha 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 ngươi cũng mang thai, đậu đậu, đừng lấy chó chê mèo lắm lông. Bạch Tiền Bối ở đâu bế quan, hắn có thể hay không nhìn lần này huyền ma giảng pháp? Ta muốn đi liếc Tiền Bối, hắn phải hay không phải cũng mang thai. Ta muốn xem mang thai Bạch Tiền Bối, ai cũng đừng cản ta. Ta chỉ là muốn sinh một chi đội banh, nhưng ta không có chuẩn bị bản thân sinh. Lệ rơi đầy mặt, ta cùng Tử Yên cùng một chỗ mang thai, tự chụp tới đây một phát. A a a đau quá, đau quá. Không ổn, ta đang tại đua xe, bụng đột nhiên biến lớn là không kiểm soát, đánh lên rồi a a a a, trôi qua, đã xong. Mụ mụ, ta yêu người ta yêu nhất người rồi. Chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, loạn thành một mảnh. Tu luyện giả nhóm cùng cửu u tà ma nhóm trong nội tâm để lại to lớn bóng mờ, ít nhất đều là ba phòng hai sảnh hai xí diện tích bóng ma trong lòng. Mà lúc này, trong lúc ngủ mơ tống thư hàng bình tĩnh nói, mang thai là khổ, sinh nở khổ. Ân này tình này, ba đời khó quên. Bạch tiền bối, thân là cửu u chúa tể, hắn tự nhiên sẽ không chịu, nhìn là mang thai ảnh hưởng. Lần này, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, bạch tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương. Giảng pháp sau khi kết thúc, cửu u tà ma nhóm chỉ sợ sẽ bình luận kém như nước thủy triều. Lúc này, nhò ra thánh nhân chi nhãn, hình chiếu rốt cuộc tản đi, thánh nhân chi nhãn trở về đón lấy, tống thư hàng trong khí hải đan điền, mập kình kim đan bụng dưới bành trướng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 104